Rồi, chào mọi người. Mọi người nghe nghe được không ạ? Mọi người nghe thấy không ạ? Nay lại bắt đầu rồi ạ. Vâng. Hôm nay chậm mất vài phút mọi người nhé. Hôm nay chậm mất vài phút. Nay cũng có nhiều việc quá, cũng chưa chưa phải đến muộn một chút ạ. Vâng ạ. Rồi mọi người chia sẻ cái livestream đi ạ. Hôm nay thứ năm rồi, thứ năm hàng tuần. Đúng không ạ? Trước thì hôm nào chúng ta buổi tối là 8 giờ mới gặp nhau. Giờ thì em bận quá rồi, chúng ta sắp xếp thì chỉ còn thứ năm hàng tuần thì gặp nhau thôi, được chưa? Thứ năm hàng tuần. 21 giờ thứ năm hàng tuần, là 9 giờ tối đấy ạ. Được. Mọi người chia sẻ em livestream đi ạ. Cho em vài phút em chia sẻ đấy ạ. Vâng, có nhiều anh em nhắn tin cho em đó. Nhiều anh em nhắn tin cho em. Mọi người chia sẻ đi ạ. Em chờ em vài phút em chia sẻ livestream đi ạ. Mạng bị sao rồi. Chính mình cũng xem được. Chờ em vài phút ạ. Và mọi người chia sẻ live stream ạ. Chúng ta vô vài phút nữa chúng ta bắt đầu ạ. Vài phút nữa. Em chia sẻ vài nhóm đi ạ. Quên rồi. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chào mọi người. 21 giờ thứ năm hàng tuần mọi người nha. Thật ra em cũng rất là bận tầm tay rồi cũng rất là khó sắp xếp công việc. Nhưng đã hứa thì vẫn phải lên thôi ạ. Mọi người chờ em vài phút ạ. Mọi người chia sẻ đi ạ, chúng ta vài phút nữa chúng ta bắt đầu. Vài phút nữa bắt đầu ạ. Cái này thì ra em đang live stream trực tiếp ở trên trang cá nhân của em thôi, chứ không chưa chưa vào trong nhóm. Chưa vào nhóm. Thì trong sắp vài buổi nữa thì em sẽ chia sẻ vào nhóm thôi. Mọi người chia sẻ đi ạ, vài phút nữa thì em bắt đầu em chia sẻ vài nhóm đi ạ. Cho anh em cùng cập nhật thêm cái kiến thức về FI. FI em thấy là rất là lâu rồi mà rất là nhiều anh em chúng ta chưa được cập nhật đến. Thì cũng nhân cái cơ hội này thì chia sẻ đến mọi người thôi. Rồi, chào mọi người. Anh em nào muốn có chút kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì đấy anh gì trường đấy ạ? Chia sẻ gì ạ? Rồi, chào mọi người. Rồi, chúng ta cũng được vài phút rồi, chúng ta sắp chuẩn bị để bắt đầu rồi ạ. Có anh Trường anh nên chia sẻ cái gì kìa? Chúng ta cùng xem anh có cái gì chia sẻ hay mọi người. Rồi chào mọi người, chúng ta chuẩn bị bắt đầu ạ, bắt đầu ạ. 9 giờ phù hợp hơn không mọi người? 9 giờ phù hợp hơn không ạ?
Vâng, 9 giờ có vẻ ổn định hơn là 8 giờ đúng không ạ? Mùa hè rồi chúng ta mà 8 giờ chúng ta lên thì có vẻ hơi sớm. Nhiều anh em có thể vẫn phải làm. Bây giờ mùa hè thì thời tiết ổn đấy ạ. Vâng, bắt đầu thôi ạ. Thì trong tuần vừa qua thì em chia sẻ với mọi người là chúng ta thấy được những cái cảm biến ở trên xe. Thì thực tế là cũng không thấy có gì chúng ta phải nhớ quá nhiều đúng không ạ? Tất cả đều là gì chứ em vẫn phân tích với mọi người là e xem chỉ hiểu điện áp thôi chứ không có hiểu cái gì cả. Nên là chúng ta làm gì thì làm, chúng ta đều phải gửi về e xem một cái điện áp theo đúng của nguyên lý của cảm biến đó thì chúng ta sẽ được một giá trị. Thì thường thì chúng ta sẽ làm việc ở trên máy chẩn đoán là nhiều hơn đúng không ạ? Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn. Thì cái hình ảnh của em chia sẻ cho mọi người đó là gì, thay đổi cái tư duy của chúng ta, thay đổi để chúng ta phát triển nhanh hơn và chúng ta làm việc nhanh hơn, giống như những nhiều anh em rất là tự tin. Sau mấy buổi chia sẻ của em thấy là rất nhiều anh em thấy tự tin hơn về cái nghề nghề của mình, không thấy bỡ ngỡ, không thấy sợ về cái xe đời mới nữa đúng không ạ? Và tiếp theo là có nhiều anh em chúng ta đã nhiều rất là nhiều anh em nhắn tin cho em rồi cảm ơn rồi thì nói những cái phương pháp làm nó rất là hiệu quả hơn. Là thứ nhất là các anh đã sử dụng được chiếc máy chẩn đoán của mình, nó hiệu quả hơn, khai thác nó tốt hơn. Nhiều anh em ngày xưa chỉ biết xem cái máy chẩn đoán để bỏ ra để đọc lỗi và reset thôi, và nhiều anh em còn lười reset, còn xóa lỗi thủ công, cài đặt lại eSIM thủ công. Thì sau những cái khóa học, sau những buổi em vừa chia sẻ vừa rồi thì đã có một phần nào tác động đến, thì cũng có thấy một cái khả quan hơn, là tức là đã được xem được cái thông số hiện hành trên máy chẩn đoán. Thì theo khảo sát thì em thấy là rất nhiều anh em chúng ta đang thiếu cái phương pháp là phân tích lỗi qua máy chẩn đoán. Máy chẩn đoán để chúng ta để khai thác nó ra thôi. Máy hiện tại trên thị trường cũng rất là nhiều máy, và máy nào chúng ta em thấy đều ok, không vấn đề gì cả. Rồi thì buổi hôm nay chúng ta tiếp tục. Thì hôm nay em chia sẻ cho mọi người đến cái hệ thống cung cấp nhiên liệu, và trước khi vào hệ thống cung cấp nhiên liệu thì em có một cái cảm biến nữa, đó là một cảm biến góc nghiêng. Thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi. À vâng, anh Văn Trường anh đang có chia sẻ về cái sơ đồ của rất là hay đấy, em rất thích sơ đồ. Thì anh em có thể vào trang của anh Trường Tường nó thì để xem cái sơ đồ anh chia sẻ lên cho trên đấy, được chưa? Em rất thích sơ đồ, mọi người có sơ đồ nào hay mọi người cứ chia sẻ nhé. Em rất thích sơ đồ vì làm việc bằng sơ đồ nó rất là hay, giải thoát được cái đầu của mình và tự nhiên mình thêm thêm một cái phần, nó là tư duy logic hơn. Em thì em rất thích, và sau những cái buổi sau em chia sẻ cho mọi người, những anh em nào mà sẽ tạo cái nhóm mà để phân tích về sơ đồ thì mọi người sẽ thấy được nó rất là hay. Nên chúng ta chẳng phải nhớ cái gì cả, chúng ta nhìn trên sơ đồ chúng ta làm được hết, được chưa? Làm gần như được hết rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào buổi hôm nay, thì chúng ta sẽ vào trước khi vào hệ thống cung cấp nhiên liệu thì chúng ta sẽ vào cái hệ thống cái cảm biến góc nghiêng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cảm biến góc nghiêng, nó bản chất của cảm biến góc nghiêng nó như thế nào, được chưa? Thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ vào. Thực ra hệ thống cung cấp nhiên liệu nó rất đơn giản thôi, không có gì cả. Rồi ok mọi người, bắt đầu chúng ta vào buổi hôm nay ạ. Rồi, buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cảm biến góc nghiêng. Thì em cũng không đi sâu về quá nhiều về các cái chi tiết như là thông số hay là từng đời xe, mà chúng ta sẽ học theo cái bản chất của từng loại cảm biến, được chưa? Thì trên thị trường bây giờ chúng ta đang sử dụng xe thì gần như chỉ có hai loại cảm biến thôi, hai dạng cảm biến, được chưa? Hai dạng cảm biến, nó không có gì khó khăn để cho mọi người của chúng ta. Rất là nhiều chúng ta phải đi đo hay là chúng ta phải đi rất là nhiều cái thao tác để làm việc, thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất. Chúng ta phải hiểu được cái bản chất của cái cảm biến hay tất cả các cảm biến trên xe, giống như hôm trước em chia sẻ cho mọi người là chúng ta thấy được cảm biến nhiệt độ thì nó bản chất nó là cái gì, rồi cảm biến TP bản chất là cái gì, rồi các cảm biến khác đều như vậy, cảm biến bản chất nó là cái gì cả là gì. Thì ở đây chúng ta cũng đi học bản chất thôi, chứ em không đi sâu và chúng ta đi học về đo kiểm hay là những cái vấn đề mà nó quá chi tiết. Cái quá chi tiết thì mọi người cần thì tí nữa em lại chia sẻ cho mọi người vào cái phương pháp ở trên các cái phần mềm, nó cho chúng ta rất là nhiều vấn đề mà chúng ta thích rất chi tiết, chúng ta vào đấy chúng ta có thể tìm được tất cả thông số giá trị điện trở hay là điện áp trong đó đều có hết. Mỗi một cái phần mềm ôm mô tô ấy, chia sẻ cho mọi người ấy, nó sẽ có rất là nhiều trong đó. Được rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái tìm hiểu đến cái cảm biến góc nghiêng. Thì cảm biến góc nghiêng này bản chất là sử dụng để gì, bảo vệ con người ở cái xe, khi bảo vệ xe của chúng ta ấy, khi chúng ta bị ở trạng thái nó bất thường, ví dụ như là nghiêng hay đổ xe thì thường nó sẽ bị ngắt
ngắt động cơ đi để gì, để bảo vệ cái xe của chúng ta không bị dồ, không bị quăng xe. Ví dụ nhiều cái xe tình huống như ngày xưa chúng ta đi chạy xe cơ khí, chúng ta khi bị chúng ta bị ngã thì bao giờ cái vặn tay ga của chúng ta sẽ bị thấy nó bị dồ lớn lên rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và trong khi đó mà còn số thì lúc nào nó sẽ chạy chạy lên, nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Nên là gì, xe cái những cái tính tính năng sau này người thiết kế người ta đã tính toán được rất là thông minh, người ta tính toán được đến là những cái cảm biến bảo vệ đến tài sản, bảo vệ con người đúng không ạ, rất là nhiều. Thì tính năng này nó cũng là bảo vệ đến tính năng này cũng bảo vệ về về xe của chúng ta, bảo vệ tính mạng con người, nó chỉ là tính năng bảo vệ thôi, được chưa? Rồi chúng ta không còn quan tâm đi sâu về quá nhiều về nó là cái gì cả. Bản chất nó có hai dạng cảm biến về cảm biến góc nghiêng này, nó có hai dạng, được chưa? Một dạng là cảm biến công dạng công tắc và một loại nữa là dạng cảm biến chuyển biến đổi điện áp chuyển về cho ECM. Nó rất đơn giản thôi, thì chúng ta phân tích được hai loại này nó cực kỳ đơn giản. Có loại sử dụng 5V, có loại 12V, có loại dùng sử dụng là loại công tắc. Đó là chúng ta chỉ cần hiểu bản chất. Khi chúng ta nhìn được cái sơ đồ nguyên lý mà sau những cái buổi sau mà em đã nói là em chia sẻ, mà có rất nhiều anh em cứ bảo là em bán tranh, em không bán, mà đây em muốn là chia sẻ cho mọi người cái phương pháp để chúng ta thoát ly khỏi cái việc mà chúng ta phải đọc tài liệu quá nhiều. Là tại sao ấy, thì đừng, đừng đừng anh em nào nghĩ em bán tranh được trận, nên anh em nào hỏi em tư vấn tranh ấy, em không bao giờ tư vấn. Anh em nào mà muốn có cái phương pháp hay là muốn cái cách thay đổi ấy, thì hãy là mua tranh, còn không thì em không quan trọng là phải phải bán tranh đâu nhá. Nên là nhiều anh em hỏi em mà tư vấn tranh ấy, thì đừng đừng hỏi em gì cả, em không 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 trả lời đâu, được chưa? Đây là em giúp mọi người thôi, chia sẻ cho mọi người cái phương pháp thôi, còn anh em nào cần thì em mua, còn không cần thì thôi không sao cả, được chưa? Em không bán và em không tư vấn, được chưa? Rồi ok, tiếp tục chúng ta sẽ vào cái cảm biến góc nghiêng. Thì đầu tiên thì đó là bản chất của cái cảm biến góc nghiêng, nó là như vậy thôi, được chưa? Nó ở trạng thái bất thường nó sẽ bị ngắt hệ thống, ngắt tất cả hệ thống. Thì ngắt cái gì thì nữa chúng ta sẽ phân tích vào sơ đồ. Thế tại sao em nói là tại đi vào phần sơ đồ rất là hay, cực kỳ hay, được chưa? Rồi tiếp tục, thì đây là chúng ta thấy là những cái xe của chúng ta ở trạng thái này, trạng thái thẳng đứng đấy, thì nó sẽ là gì, luôn luôn hoạt động bình thường. Nhưng ở trạng thái bất thường, tức là bị nghiêng quá góc, nên là những cái xe phân khối lớn hay những cái xe thể thao ấy, không bao giờ nó sẽ có cảm biến góc nghiêng này, ít rất ít. Vì khi những cái ta xe, những thấy nó xe đua ấy, người ta thường bò ở cái góc nghiêng rất là thấp. Đấy, rất là thấp, nên là gì, nhiều cái mà việc mà chúng ta đi mà nếu chúng ta lắp vào xe thì nó sẽ bị ngắt cái động cơ, không ổn định, nên là những cái xe thể thao gần như chắc là rất là ít, được chưa? Vâng, thì chúng ta sẽ thấy là gì, cái góc nghiêng bất thường khoảng 45 độ trở đi là nó sẽ báo, nó ngắt. Thì cái công tắc ở xe lít của chúng ta thấy được là gì, rất nhiều anh em ngày xưa là gì, khi thấy xe của khách hàng bị đổ mà tắt máy ấy, rồi thì bảo là anh em đừng mở lên mà đừng khởi động. Thì bản chất ấy là sao, là khi nó bị lỗi, nó bị đổ là cái công tắc ở trong bên trong ấy. Thì tí em phân tích cho sơ đồ, phân tích sơ đồ của mạch điện của cái việc hôm có hôm trước hôm nào anh hỏi em là có cái cảm biến góc nghiêng này của xe lít này có báo lỗi không ấy, thực ra nó không có, được chưa? Rồi thì đây là cái hình ảnh mà em chia sẻ thôi, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích cực kỳ hay về cái vấn đề mà chúng ta chỉ hiểu đọc hiểu sơ đồ chúng ta đã làm được, chúng ta chẳng phải nhớ gì cả. Thì cảm biến góc nghiêng nó chỉ em vẫn chia sẻ là chỉ có hai loại thôi, một loại là cái dạng công tắc. Một loại là loại công tắc và một loại là biến đổi điện áp, được chưa? Biến đổi điện áp thì tí nữa chúng ta sẽ nhìn cái loại nào, nhìn trên sơ đồ biết ngay là loại nào là công tắc, loại nào là biến đổi điện áp, được chưa? Rất đơn giản thôi. Rồi thì cảm biến góc nghiêng này, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích qua một chút để ta xác định được cái nào là cảm biến là loại công tắc và loại nào là loại biến áp, biến đổi điện áp, được chưa? Rồi thì chúng ta cùng vào sơ đồ. Thì mọi người thấy ở trên sơ đồ này, chúng ta phân tích sơ đồ đầu tiên, cái loại cảm biến đầu tiên mà mọi người hay thấy nó là trên dòng xe lít SCR ngày xưa chúng ta có cái cảm biến góc nghiêng mà rất nhiều anh em chúng ta đấu tắt bỏ nó đi ấy, được chưa? Thì bản chất của nó là một cái công tắc điện tử, bên trong nó có con cảm biến. Đấy, nó có cái quả lắc, anh em là tháo ra rồi chắc anh em đều biết ở bên trong nó có quả lắc, được chưa? Quả lắc. Khi chúng ta góc một góc nghiêng quá 45 độ thì bắt đầu nó sẽ bị trượt qua cái từ trường, nó trượt qua cái cảm biến đấy. Cái con cảm biến bên trong, con đi xe bên trong thì nó sẽ bị gì, nó ngắt cái công tắc đây thôi. Bản chất này mọi người nhìn này, khi ở tại sao em nói là nhìn trên sơ đồ bên ngay nó là công tắc, dạng cảm biến là cảm biến góc nghiêng này là cảm biến công tắc hay là cảm biến gì, biến đổi điện áp, thì chúng ta nhìn trên sơ đồ bên ngay. Tại sao em nói là nên dùng sơ đồ nhiều hơn là chúng ta đọc và hiểu và nhớ và đo kiểm đo hay không ấy, thì nếu chúng ta đọc được phân tích trên sơ đồ, chúng ta nhìn điện áp thì chúng ta chả cần phải đo làm cái gì cả, mất thời gian, chúng ta thích làm gì nó cũng được chưa? Đấy là cái cách hiểu của sơ đồ. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái công tắc, tại sao em nói là cái đời này nó là cảm biến công dạng cảm biến góc nghiêng này dạng công tắc. Công tắc đây chúng ta sẽ nhìn được này, có lo 3 giây để cho cảm biến 3 giây, thì một giây là màu đen, tính là dây gì, nguồn sau ổ khóa đấy, nguồn sau khóa cấp cho nó.
Và tiếp theo mọi người thấy là gì? Một cái dây màu đỏ sọc cam này. Nhiều anh em chúng ta nhìn phân tích sơ đồ, chúng ta chưa đọc được tiếng Anh thì chúng ta sẽ tra ở dưới bảng dưới, nó sẽ có một cái bảng chú thích đổi màu. Thì R nó là cái gì? Đỏ là cái, O là cái gì? Thấy chưa? Đấy là chúng ta phân tích. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ nhìn được cái dây đỏ này nó chạy về đâu. Chúng ta nhìn thấy nó là gì? À, nó là vào chạy về cuộn hút của cái dơ le tắt máy. Bản chất của nó là như vậy thôi. Khi chúng ta thấy là gì? Khi bị đổ xe ấy, thì nó ngắt. Bình thường thì nó luôn 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 ở trạng thái đứng thì nó sẽ dập mát cho cái dơ le này gọi là dơ le tắt máy. Khi chúng ta bật khóa điện lên thì nó sẽ đóng toàn bộ cái hệ thống. Mọi người nhìn này, mọi người phân tích sơ đồ nha. Mọi người nhìn này, khi cái công tắc này đóng thì toàn bộ hệ thống này đều sử dụng điện, được chưa? Đấy, đấy, đây là gì? Nếu mà nó dùng sử dụng này, bình thường nó sẽ có là dơ le bơm xăng này, điều khiển bơm xăng, đấy, được chưa? Điều khiển kim phun và cả nguồn của ECM, rồi tiếp theo rồi kim phun, đấy, rất là nhiều thứ. Những cái hệ thống này khi bị công tắc, khi bị bật nghiêng đổ bất thường ấy, một góc 45 độ thì chúng ta sẽ thấy được là cái công tắc này nó ngắt cái hệ thống này đi, nó ngắt cái dơ le này, được chưa? Nó ngắt mát thì tức là cái dơ le đó đấy, cái thường đỏ này, tiếp điểm này nó mở ra thì sao ạ? Nó sẽ cắt cái nguồn điện cung cấp cho tất cả hệ thống bên trong, đấy, tất cả hệ thống bên trong nhá, rất là gì, nó chết rồi, nó mất hệ thống, tức là gì, nó khi lúc đó chúng ta cố tình đề thì nó cũng không có bơm xăng, không có cao áp, không có bị kim phun thì nó không thể nổ máy được. Nên tại sao khi bị ở trạng thái bất thường nó sẽ ngắt hết hệ thống đi, bảo vệ cái xe của chúng ta không chạy rồ máy, không bị quăng xe, rồi không bị đè lên người, không bị rất là nhiều thứ liên quan đến nguy hiểm, được chưa? Thì đó là một cái mà thấy là nó là dạng chúng ta chỉ nhìn trên sơ đồ chúng ta biết được loại cảm biến này, loại cảm biến gì để chúng ta làm việc, rất đơn giản thôi, được chưa? Rất đơn giản, không có gì cả. Không có đấy, từ lúc đấy em chưa hướng dẫn mọi người đo cái gì cả, bản chất nó như vậy thôi. Thì sau nếu anh em nào học trong cái phần mà chúng ta nếu mà hiểu được cách đọc sơ đồ ấy, chúng ta sẽ nhìn được ngay nó là cái gì, được chưa? Rồi điều dòng điện nó như thế nào, rồi đi ra làm sao, nó điều khiển cái gì thì chúng ta sẽ nhìn được ngay, rất là hay, được chưa? Rồi một loại cảm biến nữa đây nhá, đây là cảm biến góc nghiêng của đời xe lít. Em nói là nó chỉ có hai loại, một loại nó là loại công tắc điện tử, được chưa? Nó ngắt cái hệ thống, tức là ngắt cái dơ le, ngắt cái mát của dơ le này, dơ le chính, dơ le tắt máy, dơ le tắt máy nhé, không phải dơ le chính. Dơ le tắt máy thì dơ le tắt máy này nó sẽ cấp nguồn cho những cái gì thì cái đấy nó bị ngắt hết hoàn toàn hệ thống, được chưa? Đó là một cái. Rồi đây là một cái cảm biến dạng công tắc, được chưa? Bây giờ chúng ta tìm hiểu dạng cảm biến nữa. Ở trên dòng xe này, những cái dòng xe này em chả biết nó là dòng xe gì. Em mở ra rồi nhưng mà không để ý nó của gì. Hình như là của Winner, được chưa? Dòng Winner. Đấy, rất nhiều anh em. Đây, dạng này này, rất nhiều anh em chúng ta thấy là gì, nó sẽ có cảm biến này. Khi chúng ta nhìn được đây này, nó chạy thẳng về ECM ấy thì chắc chắn là nó là loại. Rồi chào anh Thái. Thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy được nó dạng cảm biến góc nghiêng này là dạng cảm biến biến đổi điện áp, tức là gì, nó chuyển đổi điện áp để gửi về ECM. Thì ECM nó sẽ hiểu một giá trị nào đấy, một cái giá trị điện áp nào đó nó được lập trình bên trong. Do người thiết kế người ta báo là gì, khi ở trạng thái bình thường thì nó xuất hiện điện áp từ 0, bao nhiêu vôn đến độ khoảng 1 vôn chẳng hạn, thì nó sẽ cho là gì, khởi động động cơ, nó cho gì, phun xăng, có nó cho đánh lửa. Nhưng khi là gì, nó ngắt tự nhiên một con số ở đây, nó vượt qua con số 1, con số 2 vôn chẳng hạn, 3 vôn, 4 vôn, tức là ngoài hai con số, một cái dãy số đấy, thì nó sẽ bao giờ thì nó ngắt hết hệ thống, nó biết là xe đang ở trạng thái không an toàn. Chứ bình thường cái xe nó cái ECM này nó không hiểu được là xe này nó ở trạng thái đứng hay nó đổ hay đang nghiêng, nó không thể hiểu được. Quan trọng nó hiểu điện áp, như em vẫn chia sẻ cho mọi người, ECM chỉ hiểu điện áp, không hiểu cái gì khác, được chưa? Nên là cứ dí cho nó một cái điện áp mà tự động nó sẽ hiểu được. Rất là nhiều anh em ấy, rất nhiều anh em chúng ta là đi đo kiểm điện trở, rồi đo các cái góc, thực ra là rất mất thời gian. Thì em chia sẻ cho mọi người là chỉ có hai loại cảm biến thôi, được chưa? Cảm biến góc nghiêng chỉ có hai loại thôi, một loại là dạng điện áp và một loại là dạng công tắc điện tử, rất đơn giản, được chưa? Chỉ có hai loại thôi. Nếu chúng ta phân tích trên sơ đồ mạch điện thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay đầu nào là cái loại nào là loại phân tích, loại công tắc điện tử, loại nào là loại điều khiển điện áp, được chưa? Biến đổi điện áp thì đó là một cái chúng ta làm. Hoặc là chúng ta thích giả lập nó thì chúng ta cho nó một cái điện áp vào đây thì nó sẽ gì, tự động nó hoạt động bình thường, coi như là không có cảm biến góc nghiêng, được chưa? Nó là lão điện tử mà, giờ nó cực kỳ đơn giản, được chưa? Làm gì nó cũng được. Khi chúng ta đã hiểu được nó, bản chất của cái ECM như nào thì chúng ta làm gì nó cũng được, được chưa? Rồi, thì chúng ta nên nhìn, khi chúng ta làm việc ấy, chúng ta nhìn cái sơ đồ này nó rất là dễ. Và thứ hai nữa là chúng ta có máy chẩn đoán rồi chúng ta làm việc. Thì giống ở đây này, ví dụ như những dòng xe nó báo mã lỗi này, mã lỗi thì ở đây nó sẽ báo mã lỗi này. Cảm biến góc nghiêng nó sẽ có hai tình trạng, ví dụ như là ở đây là tình trạng là mã lỗi góc nghiêng, nó sẽ báo là mã lỗi 54, thì mã 54, 541, 542 là gì thì chúng ta sẽ tra ở trong cái phần mềm, tra trong cái bảng mã lỗi, nó sẽ có cho chúng ta biết là 54 là kiểu dạng ví dụ như đứt dây,
Đúng chưa? Đứt dây tức là nó báo về ECM là 0V chẳng hạn, nó gọi là đứt dây. Hoặc là nếu mà nó báo là lỗi là 54-2, có thể là gì điện áp quá cao. Nó sẽ nếu mà chúng ta làm được việc ấy, chúng ta nếu chúng ta đọc kỹ cái tài liệu ấy mà cái phần mà chi tiết ở trong cái phần phần chi tiết của xe ấy, thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái bảng mã lỗi này. Nó sẽ chi tiết cho chúng ta là 51 là gì đứt dây hay là 52 là điện áp quá cao, tức là nó ở trạng thái bất thường, thì chúng ta so sánh được ngay để chúng ta loại trừ đi. Ví dụ như là báo mã lỗi 51 thì chắc chắn nó mất bị mất nguồn, một là mất nguồn cấp về cho cảm biến, hai là mất nguồn từ cảm biến chạy về ECM. Đấy là để chúng ta phân tích cực kỳ nhanh. Và thứ hai nữa, nếu nó báo mã lỗi 52 chẳng hạn, nó báo nó là lỗi, ví dụ như em không hiểu là nó báo mã gì thì mình chưa tìm hiểu sâu, vì mình không em thì em phương pháp của em ít khi em nhớ lắm. Nên là gì, chúng ta sẽ thấy được là cái mã lỗi 52 chẳng hạn, nó báo là về là gì, ECM nó nhận điện là gì, điện áp cao quá, quá hơn 1V đi chẳng hạn, nó lớn hơn 1V, tức là nó biết là gì, xe chỉ vậy thôi, được chưa? Cái gì thì cái nó vẫn chỉ dàn lại cộng tắc. Cái đầu cái loại ví dụ như chúng ta cùng phân tích ở trên xe lít thì nó sẽ không có bảng mã lỗi đây, nó sẽ không có mã lỗi đây, thì chúng ta sẽ nhìn được ngay nó điều khiển cái một cái tín hiệu ở đây, điều khiển cái rơ le, thì chúng ta biết được ngay là có cảm biến góc nghiêng này, nó là bản chất của nó là một dạng công tắc điện tử, được chưa? Thế đơn giản thôi, xong chúng ta đã biết được cái này, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích và chúng ta trích giả lập nó kiểu gì thì giả lập, được chưa? Đó, rất nhiều anh em chúng ta làm rồi mọi người. Cái có em chia sẻ vừa rồi có thấy nó dễ hiểu hơn không ạ? Cảm biến góc nghiêng nó có phải nhớ cái gì không ạ? Từ những buổi hôm trước đến giờ rồi chưa em chưa chia sẻ cho mọi người cách là chúng ta đo một tí nào cả, hay là chúng ta phải nhớ một cái thông số giá trị điện trở hay một cái giá trị nào cả, đúng không ạ? Cái phương pháp mới này có hay hơn không ạ? Rồi mọi người trả lời cho em cái xem có hay hơn không ạ? Phương pháp này có dễ chịu hơn không? Thay vì chúng ta phải nhớ quá nhiều thì chúng ta sẽ làm việc bằng phương pháp là phân tích và tư duy, được chưa? Phân tích và tư duy nó cực kỳ đơn giản thôi, nó không có gì cả, được chưa? Chúng ta sẽ có thể làm việc được nó với nó rất là dễ thôi, không có gì. Vâng, rất đơn giản để cho mọi người hiểu. Thì thực ra là mọi người cảm thấy thì ở online thì em chỉ chia sẻ cho mọi người được một cái, đó là cái kiến thức lý thuyết thôi, được chưa? Còn thực hành thì mọi người phải làm. Vâng, cái thực hành thì mọi người phải làm, được chưa? Rồi, cảm ơn mọi người. Thì đấy là một cách mà em thì em nghĩ là một cái để mọi chia sẻ cho mọi người. Khi mọi người hiểu được một cái gì là cái điện áp, cái ECM nó như thế nào ấy, khi hiểu được bản chất của ECM thì mọi người muốn làm gì nó cũng được, được chưa? Thì chúng ta sẽ tự động phân tích được cảm biến này nó là cái gì, rồi chúng ta làm việc rất là hay. Rồi thì những cái phần khác để chúng ta tư duy logic, thì khi chúng ta làm việc ấy, chúng ta hay làm theo phương pháp mà chúng ta chỉ nhớ được một cảm biến thôi. Nhưng khi chúng ta làm việc được sơ đồ xe gì thì không quan trọng anh nhé. Chúng ta làm việc mà chúng ta bất kể một chiếc xe nào đến với chúng ta đều làm được, được chưa? Một cái xe mới lạ cực kỳ cũng được, chả quan trọng, chỉ cần có sơ đồ là chiến đấu được hết, được chưa? Chúng ta làm việc là làm bằng việc bằng phương pháp tư duy, không nên làm ban bệnh. Em thì em không ít khi em nhớ về ban bệnh, thì cả làm hôm nay mai quay lại một cái xe y hệt như thế mình cũng chả nhớ, em chả nhớ. Còn làm việc thì tư duy mình sẽ phân tích thôi. Còn anh em nào làm nhiều nó thành thói quen thì nó sẽ trở thành là nhanh. Còn em thì em làm bình thường thôi, em thưa ít khi em nhớ lắm, được chưa? Rồi thì tiếp theo là chúng ta đi tìm tiếp tục vào cảm biến, rồi chúng ta sẽ chuyển sang hệ thống cung cấp nhiên liệu. Rồi thì vừa rồi thì em chia sẻ cho mọi người thì nó dễ hiểu về cảm biến đúng không ạ? Cảm biến góc nghiêng nó có hai dạng thôi. Rồi thì tiếp theo này mọi người có những anh em hỏi ấy, những cái cảm biến nào nó sử dụng 12V và cảm biến nào sử dụng nguồn 5V ấy, thì chúng ta cùng phân tích, được chưa? Chúng ta chả cần phải nhớ quá nhiều đâu, chúng ta sẽ nhìn được ngay trên sơ đồ nguyên lý như vừa rồi, chúng ta sẽ biết ngay được nó là sử dụng 5V hay nguồn 12V. Đừng quan tâm quá nhiều, được chưa? Có thể chúng ta sẽ đo được cái nguồn của nó, nguồn nó là gì, nó chạy về nguồn sau khóa hay là gì, nó chạy về nguồn của ECM, tức là nguồn VCC nó cấp ra, thì đấy là cách mà chúng ta tìm hiểu dễ nhất. Ví dụ như những cái nguồn nào mà từ IC nó cấp ra thì nó chắc chắn nó sẽ sử dụng nguồn 5V, được chưa? Chắc chắn. Hoặc là cái việc mà chúng ta phân tích có thể là không phải nhà thiết kế người ta không dùng 12V mà dùng 5V cũng được, chẳng sao cả, nhưng mà chúng ta sẽ làm được cái phân tích được thôi. Thì có như có hai loại, chúng ta vẫn chỉ nhớ là có hai loại, dạng hai dạng thôi, một dạng công tắc điện tử và một dạng là gì, biến đổi điện áp gửi về ECM. Thì nó sẽ có một loại là báo lỗi và một loại không báo lỗi. Thì thường cái loại mà công tắc điện tử ấy, thì nó sẽ không báo lỗi, và một loại nào mà sử dụng sẽ bình thường anh nhá. Kiểm tra lại mạng cho mình. Rồi chào anh Kiệt. Rồi chúng ta thấy được chưa? Và chúng ta lưu ý là khi cái cảm biến góc nghiêng của chúng ta đều có cái chữ up và cái mũi tên ấy, mọi người phải để ý nhá. Nhiều rất nhiều anh em chúng ta đắp sai cái cảm biến, lắp sai này, lắp sai cái vị trí của nó. Có thể chúng ta lắp làm bị lộn ngược lại. Những cái cảm biến như này thì chúng ta lắp nó rất là dễ. Nhưng có những cái cảm biến
Nhưng mà chúng ta khi chúng ta lắp này, chúng ta phải nhìn được cái mũi tên chiều up này, tức là chiều đi thẳng đứng đi lên, vuông góc 90 độ, được chưa? Một góc lớn nghiêng trái hoặc nghiêng phải lớn hơn 45 độ thì thường nó sẽ bị ngắt. Hoặc là chúng ta sẽ nhìn, nếu mà chúng anh em nào đo ấy, cái loại cảm biến mà cảm biến dạng là biến đổi điện áp, thì chúng ta sẽ đo từng góc nghiêng một thì nó sẽ chuyển biến đổi điện áp thay đổi, được chưa? Thì đấy là cách nó thay đổi thôi, chứ mình đừng quan tâm về nó quá nhiều, đừng đi sâu về nó, thì chúng ta sẽ làm được, được chưa? Làm được nó rồi, chỉ có hai loại chúng ta cần quan tâm thôi, chứ em không đi sâu về từng cảm biến và từng xe hay là gì, chúng ta đừng em không phương pháp làm như vậy. Chúng ta hiểu bản chất của mọi vấn đề, được chưa? Cái gì nó cũng phải có nguyên lý của nó, thì chúng ta học theo nguyên lý thì nó dễ hơn nhiều, được chưa? Ứng dụng trên xe nào hay hãng nào thì kệ nó, thì mình nhìn mình biết ngay. Rồi, bên trong thì cảm biến góc nghiêng này nó sẽ có dạng như cảm biến hôn hoặc là con chai to từ trường, nó cảm nhận cái từ trường, cái quẹt thẻ quẹt bằng từ ấy, anh em nào mà tháo ra rồi anh em nhìn thấy, được chưa? Thì em không phân tích sâu về cái này làm gì cả, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái khi một cái xe của chúng ta ở trạng thái bất thường thì nó sẽ bị là gì, nó ngắt cái công tắc cái cảm biến này, cái thanh quét bằng nhôm bằng từ trường, nó lắc đi quá một góc 45-49 độ thì là nó sẽ bắt đầu nó ngắt hết hệ thống, được chưa? Ngắt hết hệ thống. Thế hệ thống nào nó điều khiển thì nó ngắt, còn nếu mà loại nào mà điều khiển điện áp thì bắt đầu nó gửi về điện áp lớn hơn con số kia thì là sao ạ? Thì con đấy nó sẽ bị lỗi, được chưa? Vâng, chào anh Thuận, vào muộn thế anh. Rồi, thì tiếp tục ở đây có một hai loại, một loại em vừa chia sẻ rồi, một loại nó cảm biến hôn, tức là nó gửi cái tín hiệu điện áp, mà rất là bây giờ thì sử dụng rất là nhiều cái loại cảm biến như này, được chưa? Anh kiểm tra lại mạng của mình thôi, mạng em thấy ok nhá. Thì có hai loại cảm biến như em vừa chia sẻ, nó cực kỳ đơn giản, một loại là dạng công tắc điện tử, một loại là gửi về bến điện áp, gửi về ECM. Thì cái dạng bây giờ mọi người thấy cái loại làm báo lỗi thường là cái loại sử dụng nguồn 5V và loại đấy chạy thẳng về ECM, được chưa? Là loại biến đổi điện áp thì thường là những dạng như vậy. Cái loại nào mà không có báo lỗi ấy, thì chúng ta làm được. Không báo lỗi thì bản chất nó là công tắc, chúng ta bỏ đi cũng được bằng cách chúng ta lối tắt giống như những cái đời xe lít cũ hay SH đời xưa đời đầu ấy, được chưa? SH nhập đời đầu chúng ta sẽ lối tắt được với nhau, bỏ đi thì bản chất là gì, nó bỏ đi mất tính năng an toàn của nó, được chưa? Chào anh Đan nhỏ. Vâng, đó là một cái bây giờ chúng ta mọi người để ý là khi cái loại mà biến đổi điện áp gửi về ECM ấy thì nó thường nó sử dụng nguồn 5V hoặc là 12V cũng được, chẳng sao cả, miễn là cái điện áp chúng ta quan tâm là cái điện áp nó gửi về ECM ấy nó nằm ở giải nào, thì chúng ta có thể lấy cái một cái biến trở nó xoay thay đổi một cái giá trị bất kỳ thay đổi lần lượt đến cái điểm nào nó ngắt nó hoạt động được thì là được, chúng ta chẳng còn quan tâm. Nếu anh em muốn bỏ đi bộ ba cảm biến bỏ đi cái cảm biến góc nghiêng này thì chúng ta làm được như vậy bằng cách là chúng ta lừa nó và gửi cho nó một cái điện áp về đúng với cái việc mà nó đang làm, tức là nó hiểu điện áp là như vậy là hoạt động. Nó không biết là trạng thái xe của ta đang ở trạng thái lật ngửa hay là đổ hay nghiêng hay gì, nó không hiểu đâu, tất cả chỉ bằng điện áp, được chưa? Tất cả là điện áp, cảm biến bản chất nó là gì thế thôi, được. Vâng, thì đây là một cách mà chúng ta muốn giả lập cảm biến loại gửi điện áp nhá, loại biến đổi điện áp. Thì ví dụ như là chúng ta thấy được là chúng ta lấy ra cái nguồn 5V và giống vẫn sử dụng một con biến trở, được chưa? Biến trở ở đây không phải 100k đâu nhá, đây là em lấy hình ảnh nó lại có 100k, nó không phải là 100k mà nó sẽ sử dụng cái con 10k thôi, 10k chúng ta chỉ mua loại 1k và 10k thôi, 1k cũng được, được chưa? Nó rất là nhỏ nên là chúng ta chỉ cần đoạn 10k, 1k, 10k là đều được, cứ lấy 10k cho lớn, được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng giống như một con cảm giống như giả lập cảm biến TP, chúng ta vẫn xoay nó giống hệt nhau, chúng ta xoay cái điện áp, được chưa? Làm sao để cái điện áp ở chân giữa này, một cái chân nguồn cấp ra cho nó này 5V hoặc 12V, được chưa? Rồi chân một chân còn lại là chân mát đó, thì chúng ta sẽ lấy được cái tín hiệu ở chân giữa này, khi chúng ta xoay nó sẽ thay đổi giá trị điện áp, một là về không, hai là dần đến cái con số mà chúng ta cấp nguồn vào. Đấy là cái cách mà chúng ta giả lập. Thì khi chúng ta gửi một cái tín hiệu điện áp mà gửi về ECM nó tự động, ví dụ như ở đây ECM này nó do ông lập trình, ông viết là gì, ở đây có 10 có 1V thì tự động là nó sẽ hiểu được là đủ điều kiện để cho khởi động xe, đủ điều kiện để cho xe chạy bình thường thì nó bắt đầu nó ECM nó lại hoạt động bình thường, được chưa? Còn nếu mà là như thì mình đưa ra một con số điện áp khác thì ông ECM này, cái ECM này do ông lập trình, ông nói là nếu không đúng hai con số này thì hủy hoàn toàn, tức là gì, nó không cho hoạt động tất cả mọi thứ. Đấy là bản chất của ECM rồi, ECM nó chỉ hiểu như vậy, được chưa? Nó một cách rất đơn giản như vậy thôi. Đó là hai loại cảm biến ở trên thị trường của ta đang sử dụng thì như vậy thôi. Loại nào thì chúng ta nhìn trên sơ đồ nguyên lý hoặc là sơ đồ lắp ráp chúng ta sẽ biết ngay nó là loại cảm biến gì, loại cảm biến công tắc điện tử hay loại cảm biến gì biến đổi điện áp, nó chỉ như vậy thôi, được chưa?
Đó, thì từ hôm trước đến giờ em chia sẻ với mọi người là gần như là không có một cái gì liên quan đến nhớ đúng không ạ? Học và hiểu thôi. Còn hiểu thì vẫn là chỉ là lý thuyết. Tốt nhất là anh em nên thực hành. Được chưa? Rồi, thì đó là cái kết thúc của cái cảm biến ngẫu nhiên này rồi. Em không đi sâu về đời xe này, đời xe kia thì chúng ta không có thời gian. Và thứ hai là em cũng không muốn là đi sâu chi tiết vào những cái việc đó. Việc đó là chúng ta phân tích trên sơ đồ. Bất kể một chiếc xe nào đến với chúng ta đều làm được. Từ xe những cả xe nước ngoài hay xe gì chỉ cần có sơ đồ là chúng ta đều chiến đấu được. Được chưa? Rồi, thì có hai dạng nhá, nhắc lại là chúng ta thấy là có hai loại cảm biến là một loại cảm biến biến đổi điện áp và một loại cảm biến công tắc điện tử, được chưa? Cho mọi người hiểu phần cảm biến này chưa? Nó có đơn giản không ạ? Rồi, cảm biến có đơn giản không ạ? Chúng ta chỉ cần nhìn trên sơ đồ chúng ta biết được ngay nó là cảm biến gì đúng không ạ? Ví dụ em chỉ nói là ví dụ một cái cảm biến ở đây chúng ta nhìn này, đây ở trên sơ đồ nguyên lý nhá, đây là sơ đồ nguyên lý này, cái sơ đồ mà nhiều anh em đang in ấy, thì đó là sơ đồ nguyên lý dạng như này, thì chúng ta sẽ nhìn được bức tranh tổng thể cả một chiếc xe. Ví dụ như em nhìn đây là cảm biến góc nghiêng, nó đang báo nó góc nghiêng thì em nhìn ngay, à đây là cảm biến góc nghiêng dạng điều khiển biến đổi điện áp gửi về ECM, thế là chúng ta làm việc được rồi đúng không ạ? Vâng. Rồi, thì đấy là chúng ta đã biết được nó là dạng cảm biến gì, đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì giống như ở trên sơ đồ của một cảm biến góc nghiêng của lít 110. Ở đâu mất rồi? Em tắt mất rồi. Ở cái lít của 110 thì chúng ta sẽ làm được. Đấy, lít của 110 thì chúng ta sẽ hiểu được đây là cảm biến góc nghiêng dạng gì và của xe này thì nó là dạng cảm biến góc nghiêng của gì, thì đấy là cách mà chúng ta hiểu được thôi, được chưa? Xin lỗi mọi người nhá, nhiều anh em mày nhắn tin cho em mà gửi cho file ấy, em thì không có trách nhiệm gửi cho mọi người đâu. Mọi người xin thì mọi người nên có một cái gì đấy nói chuyện nó lịch sự một chút. Em không có nghĩa vụ và trả lời cho mọi người hay là có nghĩa vụ phải phải gửi file cho mọi người, nên mọi người nên có một cái, nếu mà chúng ta đang cần ấy, chúng ta nên có một cái điều khác, đừng đừng đừng, đừng nên là nói một cái gì đó với em, được chưa? Em chia sẻ cho mọi người thôi chứ còn không phải là lên đây là nói là gửi file hay là không gửi, thấy gửi file cho em thì em không có nghĩa vụ, được chưa mọi người hiểu, nên thông cảm những điều như vậy. Em không có nghĩa vụ là phải phải phục vụ mọi người và cái cách như vậy, nên mọi người em chia sẻ là cái những cái mà em bớt thời gian em chia sẻ cho mọi người rồi, nên mọi người cố gắng thông cảm cho em chút, đừng đừng cái gì mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều, được chưa? Rồi, cảm ơn mọi người. Đấy là cách mà em chia sẻ cho mọi người cái cách mà chúng ta hiểu được cảm biến. Thì trong những cái buổi vừa rồi chúng ta đã được, hôm nay đến buổi thứ 9 rồi, cũng gần như hết cảm biến rồi. Có rất nhiều anh em nói là bây giờ phải chia sẻ còn cảm biến CKB, còn cảm biến gì oxy đúng không ạ? Thì chúng ta cái đấy chúng ta phải từ từ, khi em chia sẻ thì nó sẽ đến lượt chứ không phải là cứ đến đây yêu cầu, được chưa? Chúng ta phải từ từ đi từng phần một. Đó là một cách hiểu logic hơn một chút. Những cái phần đấy tại sao em không chia sẻ thì nó phải liên quan đến hệ thống chứ không phải lên đây chia sẻ mọi người chẳng biết nó là cái gì đâu, vì nó logic. Cái đấy từ cái đấy trở đi nó là logic rồi, nó không phải là cái ở phần chúng ta kiểm tra ở đây, được chưa? Rồi, tiếp tục. Vừa rồi là chúng ta đã gần như đi hết về cảm biến rồi, được chưa? Gần như đi hết về cảm biến rồi. Tiếp tục chúng ta chuyển sang cái bài hôm nay em chia sẻ cho mọi người, nó là bài hệ thống cung cấp nhiên liệu, đúng không ạ? Hệ thống cung cấp nhiên liệu. Rồi, thực ra là hệ thống cung cấp nhiên liệu thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái hệ thống cung cấp nhiên liệu. Rất đơn giản thôi. Thì hệ thống cung cấp nhiên liệu chúng ta chỉ cần có hai phần thôi. Một phần thứ nhất là hệ thống là bơm xăng, bơm nhiên liệu, được chưa? Nó là tạo áp, chúng ta chỉ cần hiểu như vậy thôi. Thì tí nữa chúng ta sẽ thấy được là kim phun bản chất nó là cái gì, nó chả có gì khó cả. Rồi bơm xăng thì như thế nào, thì kiểm tra bơm xăng ra làm sao, cực kỳ đơn giản. Bơm xăng cực kỳ đơn giản, được chưa? Rồi thì kim phun thì nó sẽ có logic hơn một chút. Thì chúng ta nếu mà anh em nào muốn kiểm tra về chất liệu của kim phun ấy, thì chúng ta phải phân tích rất là nhiều thứ trong bên trong của hệ thống máy chẩn đoán, vì nó là liên quan đến hệ thống rồi, thì chúng ta phải kiểm tra rất là nhiều thứ để xác định được kim phun. Thì kim phun bây giờ hiện tại trên thị trường rất là nhiều cái kim phun bị hàng lô hàng lỗi rất là nhiều, được chưa? Nên chúng ta làm việc thì em thường thường làm việc ấy, em thường chia sẻ mọi người là nên có một những cái kim phun tốt để chúng ta thử. Vì rồi thì mọi người
Chúng ta bắt đầu vào hệ thống cung cấp nhiên liệu thì thực ra nó rất đơn giản thôi. Thì chúng ta sẽ ở trong cung cấp nhiên liệu thì nó sẽ gồm có gì? Rồi thì nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu thì mọi người thấy là hệ thống cung cấp nhiên liệu sẽ gồm là gì? Cung cấp lượng lượng hóa khí đúng với tỷ lệ theo áp suất. Ví dụ như là cái hệ thống ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống bơm xăng. Ví dụ như bơm xăng mục đích của bản bơm xăng là gì? Bơm xăng là gì? Luôn nó sẽ mục đích là sẽ tạo ra một cái áp suất duy trì, được chưa? Áp suất duy trì, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy áp suất của nó sẽ duy trì từ bao nhiêu, luôn luôn duy trì khoảng nhiều, rất nhiều anh em chúng ta làm rồi, đo áp suất như nào rồi, nó luôn luôn duy trì khoảng 2,7 đến 2,9 3 cân. Thường thì người ta sẽ gọi nó là gì? Áp suất đấy, nó gần như là áp suất, mình sẽ hay có một cái gọi tên gọi với nhau, một cái những cái thuật ngữ với nhau, nó gọi là 3 kg đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tự hình dung ra được khoảng như vậy. Được chưa? Mọi người hiểu là cái gì? Cái bơm xăng này thì tí nữa chúng ta học về hệ thống cung cấp nhiên liệu nó sẽ gồm có gì? Thứ nhất, hệ thống cung cấp nhiên liệu gồm có bình chứa nhiên liệu, tức là cái bình xăng ở trong Sài Gòn hay gọi là anh em phía Nam ấy, hoặc là phía Bắc thì phía Nam thì gọi là bình xăng lớn, ở ngoài Bắc thì gọi là bình xăng, thùng xăng, được chưa? Thùng đựng xăng, thùng đựng nhiên liệu. Đấy. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ có là sẽ có cụm bơm nhiên liệu, chính là chúng ta hay làm việc ấy, chúng ta hay bị hay thay motor bơm ở trong này, motor bơm hoặc là gì thay mực báo xăng, cái cảm biến báo xăng này. Thì bản chất nó giống như hôm trước em nói là nó là con điện trở thôi, biến trở thôi, được chưa? Thì bên trong cụm bơm xăng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó sẽ cùng có lưới lọc, motor bơm và van điều áp, thì tất cả những cái tí nữa chúng ta sẽ hiểu được cái nhiệm vụ của nó là cái gì. Rồi thì ở chúng ta sẽ thấy một cái ống dẫn, tức là một cái ống mà hay bị chuột cắn ấy. Thì bây giờ chúng ta hay có cái như kiểu chúng ta cũng bán cái loại mà là vỏ bọc bằng đồng hay bằng gì để chống chuột cắn, đúng không ạ? Thì đấy là cái. Rồi tiếp theo là cái cuối cùng, nó là cái kim phun. Đó là tổng quan của một hệ thống cung cấp nhiên liệu, nó rất đơn giản thôi. Nhiệm vụ của nó là gì? Mỗi một cái là một cái hệ thống cung cấp này thì chúng ta sẽ tìm nhiệm vụ. Thì bản chất nhiệm vụ của bơm xăng này là tạo ra một cái áp suất ở đầu kim phun ấy, là duy trì luôn luôn duy trì khoảng hai áp suất khoảng 2,7 đến 2,9 đến 3,3 cân, mọi người hay gọi nó là khoảng 3 cân, được chưa? Nhưng ít khi nó được 3 cân lắm, được chưa? Nó dao động từ 2,5 đến 3 cân thôi. Vâng, thì ở đây mọi người sẽ thấy được là thì đây là cái cấu tạo của hệ thống, nó chỉ gồm như vậy thôi. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi tìm hiểu, và rất nhiều anh em chúng ta nhìn là khi chúng ta mở khóa điện lên ấy thì chúng ta thấy được là gì? Bơm xăng phải chạy, được chưa? Bơm xăng phải chạy, van IACV phải test, rồi tất cả đèn FI phải test, được chưa? Đèn check động cơ ấy, phải test lên khoảng 2-3 giây xong nó tắt đi. Thì đấy là cách mà chúng ta sẽ phải làm việc mà khi chúng ta nhận xe đến là chúng ta phải kiểm tra đầu tiên là gì? Khi bật khóa lên thì bao giờ mọi người cũng thấy nghe tiếng bơm chạy, đúng không ạ? Nếu không có bơm chạy thì lúc đó phải kiểm tra. Và thứ hai đó, nếu mọi người phân tích về hệ thống bơm xăng này, hệ thống cung cấp nhiên liệu và đánh lửa này, nó hai cái thằng nó lợi, hai cái hệ thống này nó luôn luôn đi song hành với nhau. Ví dụ anh em nào cũng thấy mà chúng ta bị báo lỗi kim phun, được chưa, hoặc là gì mất cao áp, thì bật khóa điện lên thì nó ít nó sẽ thấy được là gì, chúng ta sẽ thấy được là gì, cái bơm xăng này chúng ta sẽ không chạy. Đấy là một cái logic. Có những đời xe nó chạy, có những đời được không thì em thì không để ý, nhưng mà thường mọi người phải nên để ý là bơm xăng, kim phun, được chưa, và cao áp là ba thằng luôn luôn đi cùng nhau. Mất một trong ba thường nó sẽ là gì, nó sẽ không hoạt động cùng nhau. Đó là một cái một logic với nhau. Nhưng mà ít khi nó có những đời xe nó sẽ có mất thằng này, mất có thằng kia. Nhưng mà mình sẽ hiểu được cái bản chất là gì, ba thằng này luôn luôn đi cùng nhau. Mất một trong ba nó sẽ bị ảnh hưởng đấy chứ. Nó sẽ bị ảnh hưởng lại, ảnh hưởng đến nhau. Được chưa? Nên là mình cứ hiểu bản chất như vậy thôi, đừng máy móc quá, được chưa? Thì chúng ta cứ hiểu là gì, khi bật khóa điện lên là phải có bơm xăng chạy, được chưa? Đấy, thì khi nếu như anh em làm thử thử rút cái kim phun ra xem nó báo lỗi thì bật khóa điện lên nó sẽ không có bơm xăng chạy. Mọi người cứ thử xem, được chưa? Nó là cái hệ thống logic, tức là gì, nó tại sao nó làm được điều đấy ấy? Thì chúng ta nếu mà anh em nào mà học về phân tích rồi, chúng ta sẽ làm hiểu được ngay về điều đó. Nó là một hệ thống logic, nó không có một tín hiệu điện áp là nó bắt đầu nó sẽ hiểu được là không có bơm xăng hoặc là không có kim phun thì bắt đầu nó sẽ ngắt hết hệ thống kia đi. Nó là một hệ thống an toàn, được chưa? Đó là một cái logic. Khi chúng ta hiểu được một logic thì chúng ta sẽ làm sửa xe nó rất là dễ, nó rất là đơn giản thôi. Hệ thống khởi động hay hệ thống bơm xăng, cung cấp nhiên liệu hay kim phun hay đánh lửa, nó rất là đơn giản. Khi nó mất một cái hệ thống nào đó chúng ta đều làm được, rất đơn giản, chỉ cần trên sơ đồ, được chưa? Rồi thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của cụm bơm xăng, được chưa? Cụm bơm nhiên liệu thì cụm bơm nhiên liệu nó sẽ có là nó sẽ là gì, mục đích của nó là hút từ cái bình xăng lớn, chứ là bình chứa lớn, bình chứa xăng ấy, bình chứa nhiên liệu, nó bơm tạo ra một cái áp suất bơm ở đầu kim phun, tức là nó luôn luôn duy trì ở mức độ đấy. Khi anh chạy ở tốc độ cao hay tốc độ chậm hay nó lổ gang ti thì nó phải là duy trì được phải 2,5 kg đến 3 kg. Đó là một cái mà mọi người chúng ta làm việc thì rất nhiều anh em chúng ta làm rồi, được chưa? Rất nhiều anh em chúng ta làm việc thì đều kiểm tra áp suất, thì bản chất nó như vậy thôi.
Thì nếu khi chúng ta thấy là chạy ở tốc độ cao mà không duy trì được 3 cân ấy, thì lượng kim cái thời gian kim phun nó mở dài ra thì lượng xăng nó bị gì, nó phun ra nhiều thì áp suất nó không đủ thì nó xảy ra hiện tượng là gì, bị hụt giật rất là nhiều. Thì cái hiện tượng mà hụt giật chúng ta đến đầu tiên chúng ta phải kiểm tra áp suất bơm xăng, đấy, áp suất bơm xăng. Rồi thì tiếp theo mọi người thấy là cấu tạo bơm xăng nó sẽ gồm có như sau. Thì đầu tiên chúng ta tháo ra thường sẽ thấy là cái gioăng chữ O nằm ở cái phần miệng của cụ bơm xăng. Thì bản chất nó là mục đích để là ngăn cái lượng xăng bị rò rỉ ra ngoài thôi, chứ không có gì cao to tát cả. Thì cái gioăng này khi chúng ta tháo ra thường nó sẽ bị giãn nở, đúng không ạ? Có nhiều anh em mà chúng ta làm việc mà thấy nó khi đẩy mãi không vào được, không? Rất là nhiều, đúng không ạ? Đẩy mãi không vào được. Đó, đẩy mãi không vào được. Thì đấy là một cái mà rất nhiều anh em chúng ta làm rất là vất vả. Thì nhiều anh em nên mua một cái gioăng khác giá cỡ, chúng ta chỉ cần ra chỗ chỗ chuyên bán gioăng chỉ thôi, cái gioăng cao su này chúng ta mang một cái cỡ ra, người ta sẽ đo cho chúng biết là cái gioăng cao su này nó mập bao nhiêu và đường kính nó bao nhiêu, người ta mua cho anh chính xác luôn, được chưa? Nên mua một cái chuẩn của hãng ra, thì sau đó chúng ta sẽ đo cái độ dày của cái gioăng cao su này và đường kính của cái gioăng đó nó phi bao nhiêu thì chúng ta mua chuẩn luôn, và cái lúc đó chúng ta lắp vào là được ngay, được chưa? Đừng mua cái gioăng mà nó bị lở rồi nhé, đừng mang cái gioăng bị nở rồi mang đi làm mẫu, lúc đi nó bị sai, chúng ta nên mua cái gioăng khác. Rất nhiều anh em mà chúng ta lắp mãi không được cái này, được chưa? Cái gioăng cao su này trông thế thôi nhưng rất vất vả khi chúng ta tháo lắp thay thế, được chưa? Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu vào cụ bơm xăng. Thì ở đây chúng ta không, vì là dạy online nên là không trực quan được, nên là em sẽ không chỉ được cho cái cụ bơm xăng thực tế nó như thế nào, và cái thì chúng ta sẽ chỉ nhìn trên slide của em thôi. Cái slide thực ra là em thì ít khi em làm cái slide nó màu mè nên là em làm đơn giản thôi, thấy chưa? Thì chia sẻ của em thì thường làm trực quan thường nhiều hơn. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ thấy được cái nhiệm vụ ở cái bơm xăng này, cụ bơm xăng này như thế nào, được chưa? Chúng ta sẽ nhìn được này, bên trong nó sẽ gồm có như sau. Thứ nhất là cái van điều áp. Thì van điều áp này nó là cái gì? Thì mọi người hay đo cái bơm xăng không? Đo áp suất bơm xăng mọi người sẽ thấy được là nó duy trì ở cái mức độ là khoảng 2,5 kg đến 3 kg không ạ? Thì chính là cái van điều áp này nó làm việc, được chưa? Nó van điều áp nó giống hệt như con diode Zener hôm nào anh hôm trước em chia sẻ ấy. Con diode Zener tức là gì, nó duy trì được một cái áp suất nào đó thôi, còn thừa nó xả hết đi, được chưa? Giống hệt như con diode Zener, được chưa? Trong mạch điện tử thì nó giống như con Zener, thì ở trên bơm xăng thì nó là con van điều áp tức là gì, nó luôn luôn điều chỉnh cái áp suất cố định của nó. Ví dụ như là nhà thiết kế nó nói là gì, thiết kế cho nó một cái lò xo bên trong là gì, áp suất nó chỉ giữ được khoảng 3 kg thôi, còn 4 kg nó đẩy hết 1 kg thì nó giữ lại 3 cân ở đấy, tức là duy trì 3 kg áp suất trong cái đường dây dẫn, đường dẫn xăng của chúng ta ấy, được chưa? Đường dẫn xăng của chúng ta đi đến thì bơm xăng, đi đến kim phun, được chưa? Đó là cái áp suất mà trong thời gian vừa qua rất là nhiều anh em mà em thấy là chia sẻ về cái việc mà tăng áp, đúng không ạ? Tăng áp thì bản chất là cái gõ méo đi để cho làm sao ạ, cái lò xo này nó căng hoặc là nó biến dạng đi một chút để làm sao nó tăng cái áp suất, mà nó khi ví dụ như là ba cân đi qua nó thì nó sẽ cho đi qua, nhưng mà khi mình gõ méo hay mình tăng cái việc mà nó làm cứng cái lò xo ấy lên, được chưa? Nó méo tức là mình làm cứng cái lò xo lên, tức là cứng cái áp suất ấy. Cái đấy nó mình rất khó diễn tả, nhưng mà mình cứ mục đích mình hiểu là gì, mình tăng cái việc mà nó duy trì áp suất bên trong. Ví dụ như là áp suất bên trong là theo thiết kế nó khoảng 3 kg là nó sẽ xả đi, còn nếu mà khi mình làm việc đều tác động vào nó thì nó sẽ khoảng lên khoảng 4 kg nó chịu được chẳng hạn, như vậy là đấy là cái việc mà chúng ta đang làm, rất là nhiều anh em đang làm. Thì hôm trước có anh em nào làm đấy cũng rất là hay, tác động đến những cái việc mà nó bị hụt ga hay là chạy nó bốc hơn đấy, thì thực ra là bản chất là như vậy thôi, được chưa? Rồi thì tiếp theo ở trong bên trong chúng ta sẽ thấy là cái van điều áp mục đích là như vậy, được chưa? Mục đích là như vậy. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ thấy cái motor bơm ở lõi motor ấy, thì hay anh em nào hay thay cái lõi motor này, được chưa? Nó tụt áp suất nó bên trong nó yếu, nó tụt áp thì chúng ta thay cái motor bơm khác, để đặt lõi motor bơm khác. Ở cái dòng Honda nhé, Honda thì nó vẫn sử dụng loại motor dùng chổi than bình thường, motor bơm xăng dùng chổi than bình thường, được chưa? Motor bơm xăng dùng chổi than bình thường, không có gì cả. Anh em nào cậy ra rồi thì biết. Nó nhiều anh em thì tháo ra về xúc lên và vệ sinh xong thì lắp vào nó lại chạy được, nhưng mà tốt nhất là nên thay, không nên làm như vậy, được chưa? Thì đấy là cách mình hiểu thôi. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ có cái lưới lọc này. Cái lưới lọc xăng này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều ra đến cái áp suất, được chưa? Áp suất rất nhiều, cái xe nó bị tắc lọc, xảy ra rất là nhiều hiện tượng, và cái thực tế mà trên em làm rất là nhiều. Ví dụ như những cái xe mà như hôm trước em làm có ở xưởng em là có làm một chiếc xe SH Mo rất là mới, xe khoảng 2017 thôi, 17 18 thôi, mà khi chạy tốc độ khoảng đi, nếu anh đi bình thường là tốc độ bình thường, tốc độ khoảng như là khoảng 450 cây
thì bình thường như khi chúng ta vọt tốc lên khoảng 6 70 cây là cảm giác nó giật 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 giật, nó không thể chạy nổi, giật giật. Thì lúc đó thì về chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta đo cái áp suất bơm xăng này, áp suất của bơm, thì nó sẽ thấy là gì, nó khi chúng ta nổ nó vẫn đủ áp bình thường, áp tĩnh áp động đủ áp tĩnh bình thường, em bật khóa lên nó vẫn lên được duy trì khoảng 3 cân. Nhưng khi chúng ta ga lớn lên thì bắt đầu nó bị gì, nó bị không không đủ áp suất, nó cái kim một tí nữa em phân tích cho mọi người là cái kim nó giật giật, là mình sẽ biết ngay nó là một là cái lọc xăng có vấn đề, được chưa? Tôi sẽ nhìn được vì nó hút lượng xăng không đủ, không đủ xăng hút để nó hút, nó tạo ra áp suất nó không đủ là hút lượng xăng lên. Thì đó, thì cái đấy thì tí em phân tích cho mọi người ở cái phần kiểm tra áp suất, được chưa? Rồi thì cái mọi người đã thấy là gì, chúng ta sẽ đấy là cái cấu tạo của bơm xăng. Thì dòng Honda nó như vậy, tất cả các xe đều là sử dụng motor bơm xăng bình thường, được chưa? Motor bơm xăng bình thường nó sẽ có sử dụng cái dạng chổi than bình thường, còn những của Yamaha nó không sử dụng chổi than, được chưa? Và cái van điều áp này nó cũng có bị kẹt nhé, sử dụng nhiều nó bị kẹt, kẹt một dạng, nó có hai dạng kẹt. Thứ nhất là kẹt dạng hở, được chưa? Kẹt dạng mở tức là dạng hở ấy, khi luôn luôn là gì, nó bơm lên lượng lên bao nhiêu, ví dụ như vậy, nhà thiết kế nó sử dụng là cái van điều áp này khoảng 3 kg, nhưng nó bị kẹt dạng hở, nó chỉ còn 2 cân thôi, 2 kg thôi, còn 2 kg thì sao ạ? Thì bắt đầu nó ra hiện tượng là bị hụt giật, được chưa? Hụt giật. Rồi mà mạng hơi lag một chút nhá, mọi người để ý nhá, mạng hơi lag một chút. Thì mọi người thấy là những cái xe nó bị ở trạng thái này, khi có thể là xe bị thấy là gì, khó khởi động. Mà nếu mà chúng ta phân tích trên máy chẩn đoán, chúng ta thấy được là gì, cái thời gian phun mở rất dài nhưng mà lại gì, lại bị thiếu xăng. Đó, mở rất dài. Cái này chúng ta sẽ phân tích trên hệ thống và trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn vào thời gian phun, chúng ta sẽ xem được. Được chưa? Mạng hơi lag một chút ạ, mạng hơi lag một chút. Mạng được chưa? Mạng được chưa? Mọi người comment một chút là mạng ổn không ạ? Mạng có ổn không ạ? Mọi người comment xem mạng có ổn không ạ? Chỗ em đang bị vấp rồi. Mọi người bình luận phía dưới xem có mạng có ổn không ạ? Vâng. Vâng, ok rồi, em thấy ổn rồi. Vâng, thì buổi tối dạo này cũng rất là khó mà để nói là bây giờ mạng rất là không ổn định một chút nào cả. Được chưa? Vâng, thưa mọi người, chúng ta tiếp tục thôi. Được chưa? Rồi thì mọi người thấy là gì, cái van điều áp này bị kẹt ở dạng mở thì sao ạ? Nó sẽ bị thiếu xăng tức là từ thiếu cái áp suất bên trong, được chưa? Thiếu cái áp suất bên trong thì nó sẽ gây ra hiện tượng là gì, khó khởi động, hoặc là gì, khi chúng ta chạy tốc độ cao không được, hoặc ga đột ngột nó sẽ bị hụt. Thì đó là một cái hiện tượng gây liên quan đến là gì, cái van điều áp này bị hở, nó bị yếu, tụt áp. Thì tụt áp chúng ta kiểm tra như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn ở trên máy chẩn cái bộ đo áp suất. Thì rất nhiều anh em chúng ta thấy được là cái van điều áp này nó như thế nào, chúng ta kiểm tra được ngay, được chưa? Kiểm tra được ngay trên cái bộ đo áp suất, áp suất bùng đốt, áp suất được chưa? Được mạng được chưa? Em thấy ok rồi đấy, được chưa? Rồi ok, thì tiếp tục nó kẹt ở dạng trạng thái đóng, tức là trạng thái nó bị kẹt, nó áp suất chúng ta sẽ thấy tăng cao hơn. Mạng gói cao cấp cao nhất rồi anh ạ, mạng cáp quang rồi, không phải gì cả. Nhưng mà buổi tối thì tình trạng bây giờ nó sử dụng quá nhiều nên là vấp, nó sẽ bình thường anh ạ. Rồi thì chúng ta thấy được cái van điều áp này nó kẹt ở trạng thái đóng thì sao ạ, gây ra cái hiện tượng hao xăng, hiểu chưa? Thời gian phun giảm nhưng mà xe thì chạy bốc hơn, giống như những cái tình huống mà những anh em nào đang làm, ví dụ như là những anh em đang làm, ví dụ như là chúng ta đang làm tăng áp suất đấy, được chưa? Tăng áp lên, được chưa? Là bằng cách là chúng ta gõ dạng như dạng bị kẹt đấy, chúng ta đang làm việc dạng bị kẹt, tức là cái áp suất được tăng lên. Ví dụ như thời gian phun cùng một thời gian phun của thời gian mở kim phun ấy,
ví dụ như em xem điều khiển nó khoảng 1 mili giây, nó phun được khoảng 1 ml nhưng mà bị kẹt cái van áp suất này. Ví dụ như là ở chúng ta là thường duy trì khoảng 3 cân thì trong 1 mili giây nó phun được bao nhiêu? Được khoảng 1 ml. Nhưng khi nó bị kẹt ở trạng thái đóng như này thì nó áp suất nó tăng lên khoảng 4 cân, thì cùng 1 mili giây nhưng nó phun được khoảng 1,5 ml chẳng hạn, nó là một cái lượng xăng nó tăng lên, thì điều đương nhiên nó sẽ xe nó chạy bốc hơn, nhưng mà nó sẽ gây ra hiện tượng hao xăng. Đó là cái lý do mà nhiều anh em chúng ta đang làm việc nó tăng áp suất của bơm xăng lên, được chưa? Tăng áp suất của cụm bơm xăng này lên, bản chất là như vậy thôi. Chúng ta chỉ việc làm cái con van điều áp này điều chỉnh nó tăng cái áp suất lên, tức là gì? Ví dụ như là nó chịu được khoảng 3 cân, nhưng bây giờ mình làm cái tác động vào nó bằng cái cơ khí, tức là mình gõ méo nó đi hoặc là làm thế nào để lò xo nó cứng hơn một chút nữa, thì để mục đích là gì? Nó tăng cái độ cứng, ví dụ như là 3 cân nó chịu được, bây giờ nó gõ méo nó đi thì nó chịu được khoảng 3,2 cân, thì đó là một cách mà nhiều anh em chúng ta đang tăng cái áp suất lên, thì là như vậy, tăng áp suất của bơm xăng lên là như vậy, được chưa? Thì có rất nhiều cái tăng này lên nó rất là tốt, thì vì nó đủ xăng hơn, nó nhiều cái xe, vì mọi người thấy là những cái xe bây giờ bị hiện tượng hụt giật nó rất là nhiều, thì ở đây chúng ta sẽ làm được bằng cách là làm tăng áp suất lên. Thấy có nhiều anh em làm việc nó thấy nó hiệu quả thì cũng được, không sao cả, được. Đấy là khi mình hiểu nguyên lý, hiểu bản chất của nó thì mình muốn làm gì nó cũng được, được chưa? Rồi thì mọi người đã hiểu được cái phần này chưa? Nó trong cấu tạo của bơm xăng nó sẽ có như này. Thì bình thường học trực tiếp thì em sẽ chia sẻ cho mọi người về cái hình ảnh, cái thực tế và chỉ chi tiết hơn là chúng ta đã ngồi ở đây, chúng ta xem trên cái màn hình hình như này, cái slide thì nó thực ra là có những anh em nào chúng ta làm việc theo phương pháp tư duy logic thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn những anh em nào mà chúng ta nhìn vào mà nó không có cái trực quan, không có tư duy, không có cái suy luận kiểu dạng như là chúng ta thực nghĩ đến cái thực tế của xe ấy, thì nó rất là khó. Thấy chưa? Thì cách làm việc của em thì nó hơi khác một chút, nhưng khi chúng ta làm việc được thì chúng ta thấy nó rất là nhàn. Rồi thì tiếp theo chúng ta, đấy là cái cụm của Honda thì nó sẽ cấu tạo như vậy. Thì của IA thì sao? Được chưa? Thì tí nữa chúng ta cùng phân tích ở trên sơ đồ luôn nhá. Tí nữa lại phân tích trên sơ đồ, chiến đấu trên phân sơ đồ hết, được chưa? Làm gì cũng được, bất bơm xăng thì chúng ta làm thế nào, được chưa? Rồi thì của Yamaha thì nó cũng gần như vậy, được chưa? Gần như vậy nhưng nó khác một chút là chúng ta thấy được là gì? Yamaha nó sẽ sử dụng một IC bơm xăng. Rất nhiều anh em chúng ta đang thay cái IC bơm xăng này rồi, được chưa? Rất nhiều rồi. Thì IC bơm xăng này nó là gì? Nó lấy cái nguồn điện bình thường âm dương đủ vào thì bắt đầu nó cấp ra cái nguồn điện 3 pha, nó cấp cho cái motor 3 pha ở đây. Motor này không sử dụng chổi than, được chưa? Chạy rất là êm mà rất nhỏ nhá, nhỏ và chạy rất là êm, áp suất rất là tốt, ổn định, nhưng nó lại bị hay bị điều khiển cái chết cái mạch điều khiển này. Được chưa? Thì cấu tạo của bơm xăng này của Yamaha thì nó cũng như vậy thôi. Nó khác một chút về cái motor và có thêm IC bơm xăng này, IC điều khiển bơm xăng. Thì khi chúng ta thấy là gì, đây lúc nãy là của Honda em chia sẻ đến cái vấn đề là cảm biến báo xăng này, đúng không ạ? Cảm biến báo xăng mức nhiên liệu này. Đấy, mức nhiên liệu thì cái này thì không có gì khó cả, được chưa? Thì anh em nào mà thích cần đến mức cái thông số này, chúng ta mở cái phần tài liệu ra, chúng ta sẽ biết được con giá trị điện trở của cái bình xăng này, nó đầy thì nó bao nhiêu ohm, mà nó hết thì bao nhiêu ohm. Cái đấy thì chúng ta cũng có thể làm được bằng cách là chúng ta đọc tài liệu, nhưng mà ít khi em làm việc này, được chưa? Việc này nó không giải quyết được gì nhiều. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu là gì, cũng có như vậy, thì cụm bơm xăng này cũng có lọc xăng này, có bơm xăng này, và nó cũng có van điều áp bình thường, được chưa? Tất cả đều phải có. Cấu tạo của xe gì thì xe cũng phải có như vậy, có van điều áp để làm sao nó duy trì được cái áp suất. Thì nếu anh nào mà sử dụng cái motor bơm này ấy, bỏ ra ngoài ấy, anh bơm kiểu gì để mà đo áp của nó cũng lên đều khoảng 5 đến 6 kg, chứ không phải là 2 cân của mọi người đâu, 3 cân của mọi người đâu. Mà khi chúng ta bỏ van điều áp đi, anh nào cũng thử xem, nó lên đến 5 6 kg đấy, được chưa? 5 6 kg. Anh nào có thử xem, bỏ van điều áp đi, bịt nó lại, cắm trực tiếp vào cái đầu van của cái motor bơm ấy, nó lên đến áp suất rất là cao, được chưa? Nên tại sao nó phải sử dụng duy trì cái áp suất 3 cân là do nhà thiết kế người ta tính toán để người ta điều khiển được cái kim phun, chứ không cần phải điều khiển cả hai thằng, điều khiển cả bơm xăng, điều khiển cả kim phun nữa. Thì kim phun này và cái bơm xăng này chúng ta sẽ điều khiển, bản chất là ECM nó dập mắt liên tục, nó không có tín hiệu xung gì cả, được chưa? Khi chúng ta nổ máy nó lấy tín hiệu của CKP hoặc lấy tín hiệu của khác. Và rất nhiều anh em chúng ta đang độ chế về cái mạch mà khi bơm xăng, mạch bơm xăng của ta chết ấy, chúng ta độ bằng cách nào ấy, chúng ta có thể lấy được cái tín hiệu của cảm biến của CKB cũng được, lấy được tín hiệu của máy phát được, tức là gì, chúng ta lấy được tín hiệu để làm sao điều khiển được cái khi chúng ta nổ máy thì chúng ta mới dập mát cho bơm xăng, thế thôi, bản chất là như vậy. Thì cái bơm xăng này chúng ta khi cái cụm của Yamaha chúng ta chỉ lưu ý là một điều là như sau: khi chúng ta thay motor bơm bên trong này hoặc thay cái IC bên trong thì chúng ta phải tháo ra chân nào thì chúng ta phải cắm đúng chân đấy, để cho không nó sẽ bị chạy ngược, được chưa? Thế bản chất của như vậy thôi. Thì cấu tạo của bơm xăng thì hãng nào thì hãng nó như vậy. Thì em chỉ phân tích hai hãng thôi, tức là hãng Honda và Yamaha thôi, hai hãng thông dụng. Còn cái hãng của Suzuki thì em không phân tích, nó là cái dạng bơm tích hợp, được chưa? Bơm tích hợp. Vâng.
Thì đấy là cái bản chất của em chỉ chia sẻ bản chất của cụm bơm xăng này thôi. Được chưa? Thì tiếp theo chúng ta rất nhiều anh em chúng ta kiểm tra cái áp suất bơm xăng. Kiểm tra áp suất bơm xăng. Đó. Thì để chúng ta kiểm tra được cái chất lượng của bơm xăng có tốt hay không, đủ áp hay không. Khi cái xe của chúng ta chạy nó không ổn định, không ngọt ngào, không bốc gì đó thì chúng ta không bốc hoặc hụt giật hoặc khó khởi động thì chúng ta phải kiểm tra điều đầu tiên, chúng ta phải kiểm tra áp suất bơm xăng. Được chưa? Áp suất của bơm xăng. Đó, thì kiểm tra áp suất như nào thì chúng ta bản chất của chúng ta thì chỉ giống mọi người có ai đo áp chưa? Đo dòng điện cũng vậy, hoặc là đo dòng điện, dạng như đo dòng điện ấy. Đây mình đang đo áp suất, nó cũng như dạng như vậy. Chính là gì, chúng ta cho nó đi qua cái đồng hồ. Đây, bản chất là gì, cho thẳng bình thường ấy, mọi người thấy nó có một cái, khi chúng ta làm bộ đo áp bơm xăng này đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái chạc ba, chúng ta sẽ chia cái bộ này đi. Tức là chúng ta tách cái bơm xăng này, bản chất là tách cái cụm bơm xăng ở đây này. Mọi người nhìn thấy con chuột của em ạ? Cụm bơm xăng đây, tách đôi ra. Đáng lẽ nó chạy một trên một đường ống chạy về kim phun, nhưng bây giờ nó tách đôi ra để làm gì? Nó cho chạy qua cả đồng hồ này nữa, để mục đích cái đồng hồ này nó sẽ đo được cái áp suất bên trong cái đường ống này, áp suất bên trong đường ống này. Đấy, áp suất bên trong. Ví dụ như áp suất này thì chúng ta vừa rồi chúng ta thấy được là gì, duy trì luôn luôn duy trì khoảng 3 cân. Được chưa? Duy trì bằng 3 cân. Khi chúng ta chỉ quan tâm khi kiểm tra áp suất bơm xăng này, chúng ta chỉ cần quan tâm hai điều. Thứ nhất là áp tĩnh là gì và áp động là gì. Áp tĩnh là gì? Khi chúng ta mở khóa điện lên. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì? Nghe thấy bao giờ cũng thấy, mở khóa điện lên thấy nghe thấy bơm xăng nó reset khoảng 3 giây đúng không ạ? Nó test khoảng 2 3 giây là gì? Mục đích của nó là gì? Nó bù áp vào. Nó bơm như vậy nó để gì? Nó bù áp vào cái đường ống này. Được chưa? Bơm áp để bù áp vào đường ống. Để khi chúng ta khởi động nó dễ dàng hơn, được chưa? Dễ dàng hơn. Đấy, thì đấy là cách mà tại sao nó khi chúng ta mở khóa điện lên ấy, nguyên lý của nó đấy. Bật khóa điện lên là để nó gì? Nó reset 2 đến 3 giây là mục đích là nó tạo cái áp suất cho đường ống này. Mục đích là như vậy. Để chúng ta khi chúng ta khởi động là có lượng xăng phun ra ngay. Đó, được chưa? Nó bản chất là như vậy thôi, không có gì cả. Rồi tiếp theo là chúng ta kiểm tra áp suất này thì nó có hai phần. Cái áp tĩnh là chính là gì, khi chúng ta mở khóa điện lên thì cái áp này, áp suất bơm xăng nó phun vào đường ống, nó bù vào đường ống, và tiếp theo nó sẽ ra một cái áp suất là cái áp tĩnh. Tức là chúng ta phải luôn nó bật khóa điện lên nó khoảng 2,5 đến 3 kg áp. Được chưa? Đấy là cái việc mà chúng ta làm kiểm tra. Nếu ví dụ như áp tĩnh này mà chúng ta bật khóa điện lên mà không duy trì được khoảng 2,5 đến 3 kg ấy, thì là áp đang yếu. Thì đấy nó mới chỉ quyết định được một phần, đó là gì, áp tĩnh. Còn áp động là gì, chứ khi chúng ta nổ máy lên, được chưa, nó duy trì khoảng 3 kg. Chẳng hạn cái kim này nó chỉ khoảng 3 kg, nhưng khi chúng ta ga lớn ga nhỏ lên này, thì kim này nó không được phép quá nhích quá nhiều. Được chưa? Nó chỉ nhích một chút, nó có thay đổi nhưng nó không quá nhiều, nó không quá 1-2 vạch này, ví dụ như 1-2 vạch này không được phép quá. Thì sao, nếu mà quá thì nó xảy ra hiện tượng là một là áp yếu, hai là tắc bơm xăng. Được chưa? Đấy là cái cách mình kiểm tra, đấy gọi là áp động. Áp động tức là gì, khi anh chạy với tốc độ cao thì nó vẫn phải duy trì được cho cái áp suất như vậy, đúng không ạ? Còn áp suất chạy chậm thì nó duy trì cái áp suất đấy nó bình thường rồi. Nhưng khi chúng ta chạy tốc độ cao thì kim phun của chúng ta mở dài, thời gian dài ra thì lượng xăng nó phun ra rất là nhiều, mà đường ống này nó không duy trì được áp suất như vậy thì nó xảy ra hiện tượng là bị hụt ga. Đấy, nhiều anh em chúng ta chạy ở tốc độ cao thấy nó bị gì, hoặc ga đột ngột nên sẽ không thấy nó ga, nó xe nó không chạy được, hoặc là xe nó bị hụt, thì chính là lý do là như vậy. Cái áp trong đường ống này nó không đủ. Đấy là chúng ta chỉ phân tích về cái đường về áp suất của bơm xăng thôi, không phân tích về hệ thống khác nhé. Chúng ta chỉ hiểu như vậy đã, được chưa? Thì bản chất là như vậy, chúng ta đo. Thì nhiều anh em đang làm hay là rất nhiều trung tâm cho rất nhiều xưởng sản xuất đang sản xuất ra cái bộ đo áp này, thì bản chất là như vậy thôi. Chúng ta chỉ tách đôi cái đường ống này ra, cho qua cái đồng hồ, thế là xong, được chưa? Là chúng ta kiểm tra được cái ngay được cái áp suất bên trong của cái kiểm tra được cái chất lượng của bơm xăng, cụm bơm xăng nhé, chứ không đánh giá của thằng nào cả. Cả cụm bơm xăng chúng ta kiểm tra này là kiểm tra cả cụm bơm xăng, trong đó nó có lọc xăng, có motor bơm xăng và van điều áp, nên chúng ta lúc đó chúng ta đang kiểm tra là kiểm tra cả cụm bơm xăng, không kiểm tra thằng nào cả. Nhưng mà khi chúng ta thấy là ga hoặc bật khóa điện lên mà không đủ áp suất thì chúng ta phải kiểm tra bơm xăng. Được chưa? Kiểm tra cụm thì khi chúng ta tháo ra chúng ta thấy cái lọc có bẩn không, nếu lọc tốt thì chúng ta sẽ kiểm tra phần khác. Được chưa? Thì em vừa chia sẻ cái tình huống cái lúc đấy mà em nói là cái SHMO ấy, nó mới rất là mới, khoảng năm 2017-2018 thôi. Nhưng khi chạy ở giải tốc độ, ví dụ tốc độ giải là khoảng 40-50 thì rất bình thường, không sao. Nhưng chúng ta chạy lên tốc độ khoảng 60 km/h thì bắt đầu nó hiện tượng hụt giật. Thì chính là nó do bị áp suất này, áp suất nó yếu. Thì lúc đó về cho bạn kỹ thuật xưởng em làm việc tháo ra thì đo luôn cái áp suất này thì chạy ra. Khi ga bình thường bật lên thì áp tĩnh lên 3 cân bình thường. Nhưng khi ga lớn lên thì bắt đầu cái kim nó giật thay đổi quá lớn, tức là nó bị thiếu áp. Khi kim phun của chúng ta mở thời gian mở quá dài, lượng xăng phun ra quá nhiều thì cái áp suất mà chúng ta bù bên trong này, cái bơm này nó không bù kịp, tức là nó gây ra hiện tượng là bị thiếu xăng, nó bị là như vậy, là tự nhiên là bị thiếu xăng.
Đó là một cách mà chúng ta kiểm tra bơm xăng thì cực kỳ đơn giản, kiểm tra rất là dễ, bơm xăng kiểm tra rất dễ mọi người nhé, bơm xăng kiểm tra cực kỳ dễ. Đó, đó là một cách mà chúng ta kiểm tra, mà bây giờ cái bộ này nó đo rất là chính xác, rất chính xác. Còn kim phun chúng ta kiểm tra hơi khó hơn một chút. Chúng kim phun nếu anh em nào làm nhiều thì phân tích trên máy chẩn đoán thì nó cũng có thể nó ra được, được chưa? Thì đây là cái cách mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta kiểm tra về bộ áp suất bơm xăng. Thì chúng ta quan tâm thứ nhất là áp tĩnh và áp động. Thì áp tĩnh là gì? Áp tĩnh là lúc nó mở khóa điện lên nó phải bù vào, nó bù cái áp suất vào trong cái đường ống để chúng ta khởi động nó dễ dàng hơn, được chưa? Và tiếp theo là cái áp động, tức là gì? Áp động là tức là áp phải chạy trực tiếp trên xe hoặc là khi xe nổ máy, ga lớn hoặc ga nhỏ thì nó phải duy trì được cái áp suất đó, được chưa? Mọi người hiểu phần này chưa? Nó cực kỳ đơn giản thôi. Áp bơm xăng thì chúng ta kiểm tra rất dễ, thì mọi người nên có cái bộ đo áp này, mua rất là nhiều, thị trường rất là nhiều, bán rất nhiều, được chưa? Mua bộ đo áp về làm, vì xe điện tử bây giờ bao giờ cũng phải kiểm tra đo áp. Khi xe đến bị hiện tượng hụt giật khó khởi động thì chúng ta đều phải kiểm tra, được chưa? Thì chúng ta phải kiểm tra áp suất. Rồi thì tiếp tục chúng ta tìm chuyển sang một phần rồi thì mọi người vừa rồi phần áp suất bơm xăng ấy, hoặc là cấu tạo bơm xăng mọi người đã hiểu qua được chưa? Bơm xăng, cấu tạo bơm xăng, được chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang kim phun. Rồi mọi người thử bình luận cho em, giúp em là có vấn đề gì không ạ? Phần vừa qua chia sẻ vừa qua có vấn đề gì không ạ? Phần chia sẻ vừa rồi có vấn đề gì không ạ? Có dễ hiểu không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang kim phun. Kim phun như thế nào? Bản chất kim phun là cái gì? Được chưa? Rồi mọi người thử bình luận giúp em ạ. Bình luận giúp em. Vâng. Thực ra là bản chất đơn giản thôi. Mọi người hiểu bản chất thôi. Đừng đi sâu về quá nhiều về cách làm việc hay ban bệnh. Em không tình nhân ban bệnh nhá. Em chỉ nói đến việc mà nó nguyên lý hoạt động của nó làm sao, rồi nó lỗi thì nó ảnh hưởng gì. Được chưa? Đó là cái cách mà chúng ta kiểm tra áp bơm xăng nó như thế nào. Được chưa? Cực kỳ đơn giản là chưa? Bơm xăng, áp suất bơm xăng cực kỳ đơn giản, kiểm tra cực kỳ đơn giản và rất dễ hiểu, được chưa? Vâng. Thì cái cách mà em kiểm tra hay là mọi người đều làm cái việc áp bơm xăng ấy rất là dễ hiểu, rất là dễ mà kiểm tra gần như chính xác 100% đến 90% đến 100%. Còn kim phun chúng ta kiểm tra nó hơi khó hơn một chút. Dạ, kim phun khó hơn một chút, được chưa? Kim phun nó lại phải có liên quan đến cái phân tích logic ở trên máy chẩn đoán nữa. Hoặc là nhiều anh em làm thì bằng các em thì em chia sẻ là cũng có thể có. Như trước em nói là không cần thay thế loại trừ ấy, thì nó chỉ những cái tình huống như là cảm biến thôi. Còn cái việc cơ cấu chấp hành kim phun này thường và kim phun này thường mọi người nên có một những cái chiếc xe tốt hoặc là cái kim phun đang hoạt động bình thường mọi người thử. Đấy ạ. Vì kim phun bây giờ ấy, lỗi rất là nhiều. Chào anh Hải. Thì mọi người thấy là cái việc mà kim phun ấy chúng ta muốn làm ấy thì ta nên kiểm tra bằng cách là có một kim phun tốt, vì hiện tượng thị trường bây giờ đang rất nhiều cái loại kim phun hàng lô, hàng quăng, hàng rất là nhiều hàng ngoài bên ngoài, mà khi chúng ta làm việc một cái phương pháp mà chúng ta loại trừ đi ấy, mà chúng ta thay kim phun mới vào rồi ấy, luôn luôn tin tưởng là cái kim phun mới này nó là mới rồi, nắp vào nó phải ngon ấy, thì mọi người sai lầm thì nó rất là nhiều vấn đề xảy ra với kim phun. Bơm xăng chúng ta kiểm tra một chuẩn 100%, 90 đến 95% đến 100% là chúng ta kiểm tra khẳng định được cái bơm xăng. Đúng rồi, anh chả hiểu gì cả nhưng mà xe đến vẫn chiến bình thường. Khóa học của em là không nhớ mà, không phải nhớ gì ạ. Học hiểu thôi, không nhớ, được chưa? Học hiểu. Rồi, để anh Lợi là tao này vẫn ổn chứ anh? Vẫn làm tốt chứ. Chiến đấu tốt. À, vâng, thì tiếp theo này bản chất của kim phun mọi người nhỉ. Cái kim phun. Kim phun này bản chất của nó là một cái lâm châm điện, không có gì ghê gớm cả. Được chưa? Kim phun bản chất nó là một cái lâm châm điện, một cái lò, một cái giống như một cái van điện từ, một cái dơ le của mình, bản chất là như vậy thôi. Nhưng nó ứng dụng vào cái công việc của nó là khác, được chưa? Ứng dụng nó khác. Nó giống như một cái van điện từ của mình thôi. Được chưa? Van điện từ giống như một cái dơ le của chúng ta, giống như một cái còi của chúng ta, bản chất là như vậy. Nó vẫn là một cái lâm châm điện thôi, chả có gì ghê gớm. Thì bên trong nó sẽ có một cái ti van, một cái điều khiển. Ti van, một cái điều khiển bên trong. Đó, đó, khi chúng ta cấp cái nguồn điện vào cho nó đủ, tức là gì, đủ cái nguồn điện là đủ âm đủ dương như em nói rồi, cứ kín mạch là nó hoạt động, được chưa? Thằng nào điều khiển thì kệ nó, xe nó vẫn chỉ là một thằng điều khiển trung gian thôi, chả có gì cả. Đấy ạ, thì cứ kín mạch là nó chạy. Thì chúng ta hiểu khi tại sao em nói như vậy, chúng ta phân tích trên sơ đồ. À lúc nãy là cái phần bơm xăng là chưa phân tích trên sơ đồ đúng không ạ? Thì tí em chia sẻ qua này rồi chúng ta phân tích sơ đồ ngay, kiểm tra được ngay bơm xăng kiểm tra như nào, giai đoạn nào, đoạn nào, đoạn nào, chúng ta phân loại ra chúng ta kiểm tra được ngay bằng trên sơ đồ, chả phải nhớ cái gì cả, mà chả phải nhớ màu dây gì cả, làm được hết. Xe nào chúng nó cũng có nguyên lý của nó. À, thì có những cái đời cũ ngày xưa, thì đời cũ ngày xưa ấy
thì sao, đời cũ ngày xưa là bơm xăng nó sẽ điều khiển trực tiếp, điều khiển qua dơ le bơm xăng, nhưng những đời mới bây giờ ấy thì nó sẽ không bỏ đi qua dơ le bên xăng, bơm xăng đi, nó sử dụng một con janitor bên trong, nên là tại sao cái mạch điều khiển bơm xăng bây giờ nó rất dễ hỏng, được chưa? Rồi thì bây giờ em nói qua kim phu này, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta phân tích trên sơ đồ của cái xe, cái bộ cái mạch điều khiển bơm xăng, được chưa? Mạch điều khiển bơm xăng. Đó, rồi thì bây giờ cái kim phu này chúng ta tạm dừng ở đây đã, để ta phân tích cái sơ đồ, được chưa? Phân tích sơ đồ của bơm xăng, cái mạch bơm xăng. Rồi thì đây mọi người thấy này, ở một cái dòng xe này, cái xe Winner nhá, Winner này, mọi người thấy là ở trên này sơ đồ nó sẽ có một cái chân này, đó cái chân này, bản chất là nếu mà chúng ta bản chất của chúng ta lấy cái chân số 8 này, được chưa? Màu dây này, chúng ta đây là bơm xăng nhé, ký chú thích cho chúng ta biết đây là bơm xăng rồi. Ví dụ như bơm xăng chúng ta kiểm tra nó, bơm xăng nó không chạy, em quay lại bơm xăng một chút cho, lúc đấy chúng ta chưa phân tích về sơ đồ của bơm xăng, được chưa? Thì ở đây chúng ta phân tích là gì, khi cái bơm xăng này chúng ta không chạy, khi bật khóa điện lên bơm xăng này, vừa đang chia sẻ đọc cái comment cái quên hết rồi. Ồ, cũng 10 giờ rồi. Ok. Đang đọc, đang chia sẻ, tự nhiên thì có comment, tự nhiên quên hết rồi. Rồi thì mọi người hiểu cái bơm xăng này, khi bơm xăng cái ở trên sơ đồ mạch điện này, mọi người nhìn này. Khi trên sơ đồ mạch điện chúng ta sẽ nhìn được cái nguồn điện có cấp ở đây, cấp thẳng vào bơm xăng. Rất nhiều anh em chúng ta nhìn thấy trên hoặc là đo kiểm trên bơm xăng nhá, motor bơm xăng nhá, luôn luôn khi bật khóa điện lên luôn luôn phải có 12V ở đây. Luôn luôn phải có 12V. Nếu không có 12V thì kiểm tra lại nguồn cấp cho nó. Hoặc là chúng ta có lấy mà mất nguồn thì chúng ta có thể lấy nguồn bất kỳ sau khóa đều được, cấp vào cho nó là được. Miễn là cái nguồn ấy phải đủ, cái dòng điện nó phải đủ lớn cho cấp cho nó. Vì motor bơm này sử dụng áp suất áp rất là nhiều. Nếu chúng ta cấp cái dây điện nhỏ vào đây nó không đủ áp suất, tức là cái cường độ dòng điện nó đi qua nó nhỏ, nó không đủ công suất cho nó thì nó cũng được. Nên là chúng ta phải làm việc, vì cái này nó là tải nên chúng ta phải sử dụng cái dây nó rất là lớn, dây to ra một chút. Đừng lấy dây tín hiệu cho vào. Nó vẫn chạy được nhưng nó không đủ áp suất. Nó không đủ tải cho nó, được chưa? Tải động cơ ấy, chúng ta phải biết là cái công suất của nó như nào. Cái cường độ dòng điện đi qua nó thấp quá, được chưa? Rồi, thì tiếp theo mọi người thấy là gì? E xe nó điều khiển bằng gì? Bằng cách dập mát. Thế thôi, trên sơ đồ như vậy thì chắc chắn chân số 8 này khi bật khóa điện lên ấy, bơm xăng chưa chạy ở đây nó phải có 12V. Thì tại vì sao ấy? Chúng ta phải đọc được phương pháp đọc sơ đồ, được chưa? Thì chân này nó phải có 12V. Nếu không có 12V đấy thì kiểm tra ngược lại cái đầu cấp có chưa? Đầu cấp có rồi ấy, thì bơm xăng chết. Đấy là cách phân tích trên sơ đồ. Thì đo tại hai chân luôn, hai chân một chân cấp vào ấy, mình nhìn sẽ được, nó thường là ở Honda thường nó sẽ có màu đen cấp vào là 12V. Mình đo ở chân bên này màu đen 12V, mà đo chân bên này bên cạnh nó, bên cạnh chạy về e xem lại không có 12V ấy, lúc đấy là e xem chết rồi. À quên, đấy, bơm xăng chết rồi, được chưa? Motor bơm xăng chết rồi, bị đứt dây, được chưa? Còn nếu mà nó chạy về đây rồi, có 12V rồi, được chưa? Mà gì? Chúng ta đề máy, vòng tua máy, tất cả mọi thứ đều có hết rồi. Nhưng mà cái không chân số 8 này nó không dập mát cho bơm xăng ấy, thì lúc đấy là cái trên chân e xem nó chết, con janitor bên trong rồi, janitor dập mát bên trong rồi, thì chúng ta sẽ dùng bằng cách cho độ chế bên ngoài. Thì cái này hôm nay em không chia sẻ về độ chế, được chưa? Độ rất là nhiều cách để độ cho nó cái bơm xăng này hoạt động theo khi chúng ta nổ máy nhé. Còn cái việc mà cắm vào để cho nó chạy liên tục thì rất là dễ, được chưa? Rồi thì tiếp theo chúng ta phân tích trên dòng xe lít này, lít 110, những cái đời cũ chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có một cái dơ le bơm xăng, thì e xe nó chỉ điều khiển cái dơ le bơm xăng thôi, thì dơ le bơm xăng nó lại điều khiển cái bơm xăng. Đấy, nó là hai tầng điều khiển khác nhau, được chưa? Nên là những cái đời này ấy, nó cái mạch điều khiển bơm xăng cực kỳ tốt. Tại vì sao ấy? Vì cái e xe nó chỉ điều khiển mỗi cái quận hút của dơ le nó cực kỳ nhỏ, nó làm sao nó để nó chết được cái con janitor bên trong được? Nó rất là khó chết được, được chưa? Rất ít chết, và lúc chết nhiều nhất là chỉ một là dơ le có vấn đề, hai là bơm xăng chết thôi. Chứ còn bình thường ấy thì chúng ta sẽ thấy được là cái dơ le này nó điều khiển ở đây ấy, nó mạch điều khiển của cuộn hút của dơ le thì nó quá là bình thường, để nó chết nó rất là khó, được chưa? Nhưng chúng ta phân tích những cái dòng đời mới này, những cái dòng đời mới như ví dụ bơm xăng của những đời xe này, xe lít 125 này, những cái đời mới sau này thì nó sẽ bỏ đi con dơ le và bên trong nó sẽ có một janitor rất là lớn để nó dập mát cho bơm xăng này. Nhưng thì cái khi mọi người thấy là cái bơm xăng này nó chạy nó ở cái công suất lớn, được chưa? Công suất lớn thì bao nhiêu cái bơm xăng, cái janitor bên trong nó chạy liên tục thì nó tỷ lệ nó hỏng nó cao hơn nhiều, được chưa? Nó rất dễ hỏng cái mạch bơm xăng này, thì chính là như vậy. Thì còn muốn chúng ta khi mạch hỏng bơm xăng này thay vì phải thay e xem thì chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta độ vào cái phần này,
lấy tín hiệu phần này được, được chưa? Để chúng ta dập mát cho bơm xăng, theo khi chúng ta đổ máy thì bơm xăng mới chạy, còn tắt đi thì nó lại không chạy. Thì đấy mới cách chúng ta đấy, đấy mới gọi là độ, chứ còn cái độ mà để cho bơm xăng nó chạy liên tục ấy, thì nó bình thường, mọi người dí mát là bơm xăng nó chạy, được chưa? Rồi rồi, đấy là cái mạch điều khiển bơm xăng, được chưa? Thì chúng ta phân tích trên sơ đồ, đây chẳng qua phân tích qua thôi, không đi sâu vào phân tích sơ đồ. Phân tích sơ đồ thì nó còn phải có một buổi phân tích sơ đồ, nó rất là hay nếu anh em đọc được. Rồi thì tiếp tục chúng ta lại quay lại trở lại cái bài hôm nay, thì chúng ta tiếp tục phải bơm cái kim phun. Thì em vừa chia sẻ rồi, cái kim phun bản chất nó là một cái lâm châm điện, một cái dơ le từ một cái còi, như cái một cái còi của chúng ta thôi, bản chất là như vậy, nó chả có cái gì ghê gớm cả, được chưa? Nhưng nó lại tác động rất là quan trọng đến hệ thống cung cấp nhiên liệu. Được, cung cấp nhiên liệu. Bây giờ mọi người thấy là những cái xe kim phun nó chạy nó hụt giật rất là nhiều, tỷ lệ rất là cao. Mà xe mà mình mua ấy, mua hàng quăng hàng lỗi ở ngoài ấy, lỗi tỷ lệ cao cực kỳ khủng. Nên là tốt nhất là chúng ta nên thử thử được chưa? Thử bằng cách là có cái kim phun tốt, hoặc là cái xe đang hoạt động, hoặc là mua cái kim phun chính hãng để chúng ta thử, được chưa? Đây là cái cách mà em chia sẻ cho mọi người mà chúng ta phải làm. Rồi thì tiếp theo kim phun, thì cấu tạo của kim phun thì chúng ta thấy đâu rồi. Ở đây nó sẽ có một cái van. Hôm nay nếu mà học trực tiếp ở đây em có cái kim phun em cắt ra rồi cho mọi người nhìn thấy được bản chất bên trong, nó chẳng có gì cả. Được chưa? Còn đây trên này, trên mô hình thì chúng ta nhìn được. Thì ở đây nó sẽ có cái dây từ ESM vào, và nó sẽ ở bên bọc bọc xung quanh nó là gì? Nó là cuộn dây điện. Bên trong nó sẽ có một cái dẫn hướng này, đây là cái dẫn hướng. Đấy, cái van này, cái van dẫn hướng. Thì nó sẽ chạy trọng, khi chúng ta cấp nguồn điện thì nó sẽ hút cái từ trường, nó tạo ra từ trường, nó hút cái thanh này lên. Hút cái thanh này mục đích là mở cái van ở dưới đây, mọi người nhìn cái con chuột của em ạ. Cái van ở đây này, cái van ở đây, nó rút lên mở lên thì lượng cái áp suất vừa rồi lúc nãy là mình thấy là bơm xăng nó tạo cái áp suất ở đây, nó duy trì 3 cân ở đây, thì khi chúng ta mở cái lên thì kim phun nó phun ra. Đấy, phun ra thì ở trước mặt nó thì nó chúng ta sẽ có thấy đây như sau. Trước mặt nó sẽ có, mọi người thấy là cái đĩa xoay chính là cái lỗ mà mọi người là gọi là 6 lỗ, 8 lỗ hay là 2 lỗ ấy. Chính là cái mặt này nó tạo ra lỗ này, tạo ra áp suất này, tạo ra xương này, chính là cái lỗ này, thấy chưa? Bên trong của nó rất là nó cấu tạo cũng rất đơn giản, nó không có gì khó cả. Đấy, nó tạo ra cái lỗ, các cái lỗ này. Đấy, mọi người cứ nhìn xem, nó phun ra một mặt rất là mỏng, nhưng mà sau đó sẽ chia ra 8 lỗ này, thì mọi người sẽ thấy được đây là chính là cái cấu tạo của kim phun. Thì nếu học trực tiếp thì em sẽ chia sẻ cho mọi người nhìn cái được cái hình ảnh của cái kim phun khi em bóc, em cắt nó ra sẽ thấy được nó gì, nó chả có gì cả. Bên trong nó sẽ có một cái thanh dẫn hướng để nó hút, mặc mục đích là nó rút cái chốt lên để cho lượng xăng nó phun qua nó để nó tạo ra cái xương, có loại loại 2 lỗ, 8 lỗ hay là 6 lỗ gì đấy thì đấy em không để ý, vì nó theo từng đời xe thì mình không đi sâu vào cái loại đấy, được chưa? Rồi, ok, mọi người hiểu cái phần này ạ. Kim phun bản chất là như vậy. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra vào chất lượng kim phun. Nếu anh em nào sâu thì chúng ta phân tích trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ nhìn được ngay. Rồi thì kim phun nó sẽ có dạng tắc, được chưa? Dạng tắc hoặc dạng rò rỉ. Anh em nào mà thấy là khi chúng ta bật khóa điện lên mà nhìn cái mặt của kim phun ấy, nó bóng, cái bóng dạng bóng nước ấy, tức là bị rò rỉ kim phun rồi. Hoặc là như anh em nào có cái máy vệ sinh kim phun ấy, kiểm tra kim phun ấy, kiểm tra chất lượng kim phun ấy, chúng ta sẽ cho một tạo ra một cái áp suất duy trì trong khoảng 30 giây hoặc bao nhiêu đấy đấy đó là gì? Nó không được phép bóng hoặc giọt nước ở trên là cái mặt của kim phun. Được chưa? Cái mặt mọi người hay đấy là gọi cái mặt ở cái lỗ kim phun ấy mà tạo ra, mà bây giờ mà khi chúng ta tạo ra một cái áp suất vào đó duy trì khoảng 15 20 giây 30 giây chẳng hạn, tạo ra một áp suất khoảng một thời gian mà nó không tạo ra một cái bóng và cái giọt kim phun ấy, đầu kim phun ấy, thì là tốt. Còn nếu mà tạo ra giọt nó hoặc là tạo ra cái giọt thành một giọt rồi ấy, giọt ra ấy, thì lúc đó chúng ta vứt kim phun đi. Vì tại vì sao ấy, nó gây ra hiện tượng bị hao xăng là lý do là bị mòn cơ khí kim phun rồi. Đấy là kim phun của chúng ta bị mòn, dạng mòn cơ khí kim phun, được chưa? Hao xăng do mòn cơ khí kim phun, được chưa? Rất nhiều nguyên nhân gây ra hao xăng, nhưng mà cơ khí kim phun bị mòn là cũng do là vậy, được chưa? Cái việc gì chúng ta làm thì nhiều cơ khí thì bao giờ nó bị mòn. Cái kim phun của chúng ta giống như cái kim cối ở trong cái bộ cái kim ba cạnh hay kim cối hay cái gì đó ở trong cái bộ chế hoặc khí, đúng không ạ? Nó mục đích là ngắt, nó đóng lại và mở ra, đóng lại và mở ra, đóng lại mở ra, thì bản chất như vậy. Nhưng mà khi chúng ta làm nhiều tần suất liên tục thì nó sẽ bị mòn, bao giờ cũng vậy, cái gì nó cũng phải mòn, đúng không ạ? Thì đấy là cách mà chúng ta nhìn được. Thì kim phun tắc, kim phun nói chung là chúng ta sẽ nhìn được cái tia phun của nó tốt hay không tốt, đẹp hay không đẹp, thì chúng ta nhìn được trên ống kính khi chúng ta phun ra, chúng ta nhìn xem cái tia nó chùm tròn đẹp không, đều không, được chưa? Nó hoặc nó bị tách, nó tắc một bên dày, một bên mỏng, một bên thưa, một bên gì đó, hoặc bị phun xiên hoặc gì đó, đấy là cái lỗi của kim phun, được chưa? Phun của chúng ta phải chia thành chùm và thẳng, được chưa? Chùm thành chùm và tạo thành xương đều, đó là một cái mà kiểm tra kim phun. Đấy là cách bằng cách mắt nhìn thôi nhá. Còn cái việc mà chúng ta phải chạy trên máy ấy, khi chúng ta lắp vào xe ấy, thì chúng ta phải phân tích bằng cách là chúng ta đọc trên máy thông số hiện hành trên xe. Ví dụ chúng ta quan tâm đến là gì, thời gian phun là bao nhiêu, được chưa? Đấy, thời gian phun là bao nhiêu ấy, thời gian xem bằng mini giây, và thứ hai là cảm biến oxy báo như thế nào để chúng ta phân tích được ra cái kim phun này có tốt hay không tốt. Mục đích nhiều, có khi nhiều cái bị tắc kim phun
chúng ta nhìn trên đó là gì, trên trên máy chẩn đoán thấy thời gian mở cực kỳ dài, đấy là cực kỳ dài, nhưng mà vẫn bị hụt giật, mà mở ra cái nhìn thấy cảm biến oxy nó thấy báo là bị nghèo nhiên liệu, thì đó là một cách chúng ta phân tích được ngay nó là bị kim phun bị tắc, được chưa? Rồi thì đấy là em giới thiệu qua thôi. Thì đây là những cái hình ảnh của kim phun, ví dụ như kim phun nó dạng như nào thì là tốt hay như nào là xấu thì chúng ta sẽ nhìn, ví dụ như là nó phun thành xương thành giọt, tức là giọt to quá, hoặc là xấu quá hình chùm như nào đó, đấy là cái hình dạng thì trực quan chúng ta nhìn thôi. Tốt thì nó phải như thế nào thì chúng ta cái đấy thì chúng ta sẽ làm thực tế trên xe, à thực tế ở những cái xe của chúng ta hoặc những việc làm chúng ta hàng ngày, được chưa? Thì cái sơ đồ nguyên lý của kim phun như sau, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ đồ nguyên lý kim phun như sau. Rồi thì mọi người trước khi vào phân tích sơ đồ thì mọi người thấy có gì thắc mắc về phần này không ạ? Thắc mắc về phần này không ạ? Bơm xăng rồi kim phun có thắc mắc gì không ạ? Hoặc là những cái phần cảm biến như lần trước rồi, thì sau những buổi này thì chúng ta đi vào hệ thống thì một tuần một lần thôi, thì em không còn thời gian, được chưa? Bây giờ cũng rất là muộn rồi, cũng 10 giờ 20 rồi. Mọi người có thắc mắc gì cái phần này không ạ? Rồi, thì chúng ta sẽ cùng phân tích ở trên trên cái sơ đồ nguyên lý này. Thì bản chất của kim phun này, kim phun nó không phải phải là cảm biến đâu nhá mọi người nhá, rất nhiều anh em cứ nghĩ là nó cảm biến. Kim phun là cơ cấu chấp hành, cơ cấu chấp hành là do ECM điều khiển. Thì ECM nó lấy tín hiệu của các cảm biến gửi về gì? ECM để nó tính toán. Vâng. Thì ECM nó sẽ làm gì? Mục đích là dập mát nó sẽ tính toán, nó lấy các cái cảm biến, nó lấy lại các cái tín hiệu từ cảm biến gửi về cho ECM, ví dụ như là cảm biến gì? ECT, cảm biến TP, cảm biến MAP, được chưa? Rất nhiều cảm biến liên quan đến để tính toán đến thời gian mà dập mát cho cái kim phun này. Thì kim phun nó ra làm sao? Rồi ok mọi người. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu này. Thì bản chất của các ECM nó bản chất nó đều thường là dập mát cho cơ cấu chấp hành thôi, được chưa? Dập mát cho cơ cấu chấp hành. Thì mọi người ấy, tại sao em nói vừa rồi như trước những buổi trước em phân tích trên sơ đồ ấy, nhìn trên sơ đồ em biết ngay cái chân này nó là 12V ấy, tại sao ấy, được chưa? Thì nhìn chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ chúng ta hiểu ngay. Vì đầu này nó là 12V thì đầu này nó phải chạy về 12V qua cái tải này, được chưa? Hoặc là chúng ta muốn là gì, ECM nó không báo lỗi mã lỗi 12 này nữa, được chưa? Còn nó nổ máy hay không nổ máy em không quan tâm nhá, chúng ta quan tâm nó muốn cho nó không báo lỗi nữa cũng được. Thì chúng ta chỉ việc có cho nó 12V vào đây thôi, được chưa? Qua một cái tải gì đi, lấy một cái bóng đèn led hoặc một cái bất kể một cái gì cả, thì cho nó tại chân của điều khiển. Ví dụ em lấy cái sơ đồ của con lít này đi, sơ đồ của con lít này đi, ví dụ lít 110 cho nó to nó dễ nhìn. Ví dụ ở chân số 16 này là chân điều khiển của kim phun, thì bây giờ ví dụ như là nó ở đây là chúng ta sẽ nhìn được cái bảng mã lỗi của nó là mã lỗi 12 và nó sẽ không cho khởi động động cơ. Đó, cái dấu hiệu là ký hiệu này là cái gì thì chúng ta sẽ nhìn được chú thích ở dưới cái bảng sơ đồ, được chưa? Thì ở đây mọi người sẽ thấy được tại sao em nói là ở đây nhìn em phải nhìn ở trên sơ đồ biết ngay chân này bao nhiêu vôn một cách rất rõ ràng. Tại sao chúng ta phải đi học và chúng ta phải đi đọc tài liệu quá nhiều để cho nó rắc rối và vấn đề xe nào cũng vậy, chúng ta chỉ nhìn sơ đồ nguyên lý ta biết ngay là chân nào chân điều khiển của kim phun. Chúng ta nhìn trên sơ đồ nó có rồi, chân số thứ tự là nó là chân 16, được chưa? Thì chúng ta nhìn ở trên này trên cái bộ cái rắc 33 chân của nó, ta biết ngay ta đếm chân nào là chân số 16. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ tìm được cái màu dây của nó nằm ở đây, màu dây, được chưa? Nếu màu dây này chúng ta bị sai ấy, nhiều anh em bảo màu dây này sai không đúng với cả sơ đồ xe nó khác hoàn toàn, nó có đúng đâu, đúng không ạ? Thì cũng được, không sao cả. Thì thấy màu dây nó khác đi, thì bây giờ ông này ông ấy không thích màu này nữa, ông cho màu khác không quan trọng. Thì chúng ta chỉ nhìn vào chân số chân của ECM này, vì ECM nó bản chất là đúng đời của nó thì nó phải đúng chân thứ tự. Thì chúng ta nhìn đến chân số 16 thì chúng ta gác vào đây, chúng ta đếm chân với nó là chân đến, ví dụ như là đây 11 12 13 14 15 16 chẳng hạn, thì chúng ta khoanh vùng được đây nó phải là chân 16, nó là chân, được chưa? Chân điều khiển của kim phun, thế thôi. Còn màu gì thì kệ nó, để đừng quan tâm. Màu có thể người ta thích màu gì, màu đấy là do người ta quy ước, mình không quan tâm. Màu thì quan trọng là màu từ đây đến điểm này, để mình xác định được cái điểm này đến điểm này nó màu này thôi, để mình cũng đừng lẫn với màu này hoặc màu kia. Nó là bản chất là như vậy. Còn bây giờ mình thích mình đổi cho nó màu khác cũng được, chả sao cả. Thì có rất là nhiều cách để chúng ta đọc sơ đồ. Em không chia sẻ ban bệnh đây nhá, đừng hỏi em ban bệnh, được chưa? Làm việc nguyên lý thôi. Rất nhiều thực tế nó rất là nhiều vấn đề xảy ra, không thể nói trên này nói một cái nào là chuẩn được ngay, được chưa? Cái gì tất cả nó phải ra thực tế. Còn cái nguyên lý mọi người, khi mọi người hiểu nguyên lý thì mọi người làm phân tích nó ra được, tự phân tích được, được chưa? Rồi thì đấy là cách mà tại sao em hiểu ấy, hoặc là em không muốn cho nó báo mã lỗi 12 và luôn luôn không bao giờ báo mã lỗi 12, được chưa? Không bao giờ báo mã lỗi 12 được,
Đấy thì em cho nó cái điện áp 12V em dí vào đây, nhưng nó sẽ phải qua một cái tải tức là một cái bóng đèn hoặc bất kể một cái gì cũng được, nhỏ thôi đừng lớn quá nó sẽ bị gây hiện tượng chết con trai bị to bên trong, được chưa? Thì nó sẽ không bao giờ báo lỗi được, không thể báo lỗi được nữa, được chưa? Bằng cách nào thì em đã nói rồi, e xe nó chỉ hiểu điện áp thôi, chả có gì cả. Tạo cho nó một cái điều kiện đi, nó thì ví dụ như thằng ông kỹ sư ông lập trình cho nó là chân này là chân bao nhiêu, 12V là nó là bình thường, còn không có 12V đấy, được chưa? Cách cái nếu mà nó không có 12V thằng e xe nó hiểu là gì, thằng này nó rất là máy móc, nó học kiểu dạng như mọi người ấy, chân này nó phải 12V, à chân này nó là 12 ôm hay là chân này nó phải 12 10 không ngoài 12V ấy, ngoài 12V 12 ôm thầy dạy ấy, là nó hỏng. Thế thôi. Đây là thằng này nó cũng dạng lập trình như vậy, nó dạng là dạng máy nó chỉ hiểu được như vậy. Thì bây giờ nó dí ở đây 12V thì nó chỉ hiểu là à 12V là sống, không có 12V chết, nó báo lỗi thế thôi. Nó nhiệm vụ của nó chỉ vậy. Thì đấy là cách mình làm việc, mình hiểu thôi. Hiểu bản chất của thằng ESM này cực kỳ đơn giản, làm gì nó cũng được. Thấy chưa? Nó là não điện tử mà. Muốn làm gì nó cũng được, rất đơn giản thôi. Mọi người hiểu bản chất thôi nhá. Đừng quan tâm hỏi ban bệnh, thấy chưa? Nếu không quá tải là như nào em chả hiểu. Quá tải thì nó chết con chan đi to bên trong thôi, chứ còn nếu không quá tải thì nó chả làm sao cả. Nếu mình cho một cái tải lớn vào thì nó chết con chan đi to bên trong thôi, nó chả làm sao cả. Còn nếu mà nó tải nó nhỏ thì nó hoạt động bình thường. Anh đè lên thì thấy nó nháy nháy nháy. Cái kim ví dụ em lắp đèn led vào thì thấy nó sẽ nó bị thế, cái đèn led nó nháy 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 theo cái thời gian nó dập mát nó kim phun, được chưa? Bản chất là như vậy. Nếu không quá tải thì nó chết ngay cái kênh đấy. Anh dí 12V vào đấy, nó khi anh đè khởi máy lên thì đè máy lên thì bắt đầu nó thì chăn đi to bên trong cái chip chủ bên trong ấy, nó điều khiển con chăn đi to đấy là dập mát thì 12V sẽ sập thẳng qua nó, dập ra mát thì nó chết luôn. Thế thôi, được chưa? Rồi, thì cái phần kim phun cái phần hệ thống cung cấp nhiên liệu thì nó chỉ vậy thôi, được chưa? Cung cấp nhiên liệu thì nó chỉ vậy thôi. Mọi người hiểu vấn này chưa? Đây là lý thuyết thôi nhá, mọi người nên nhớ là lý thuyết thôi. Được chưa? Đây chỉ là lý thuyết, không có gì ghê gớm cả, được chưa? Lý thuyết. Rồi cái mọi người làm rất có rất nhiều anh em là chúng ta làm rồi. À mà một phần nữa là gì nhiều nhiều rất nhiều anh em chúng ta đang đo cái điện trở kim phun ấy. Đo cái điện trở kim phun, được chưa? Đo cái điện trở kim phun này nó không giải quyết được nhiều vấn đề đâu, được chưa? Cái việc mà đo điện trở kim phun ấy vì điện trở nó rất là thấp, có mười mấy ôm ấy thì cái mười mấy ôm ấy đừng đo đo làm gì, được chưa? Đo nó không giải quyết được nhiều, mà hãy kiểm tra bằng trạng thái sống của nó đi, đừng làm cái phương pháp là đo kiểm như vậy, đo điện trở chả giải quyết được gì đâu. Chúng ta kiểm tra bằng cách là trạng thái sống, và thứ hai nữa là chúng ta phải nhìn được trên thông số hiện hành của xe, của máy chẩn đoán, chúng ta phân tích nó ra, chứ đừng 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 máy móc mà đo cái điện trở, vì điện trở nó 12 ôm để nó thay đổi cái giá trị của nó rất là khó, được chưa? 12 ôm rất là nhỏ, chúng ta không thể đo được. Anh cứ mua cái kim phun mới về nó chạy nó vẫn hụt giật bình thường, thì đo 12 ôm nó vẫn cứ ra 12 ôm, anh sao làm sao xác định được, được chưa? Hiểu 70% là cao đấy anh. Học học online mà 70% là hơi kinh ấy, em không nghĩ được như vậy đâu. Được 30-40% là tốt lắm rồi. Không có gì ghê gớm cả, thực ra là cứ bản chất và nguyên lý thôi. Khi mọi người có nguyên lý rồi thì xe nào thì cũng cũng phải là làm được, chiến đấu được hết. Chẳng qua là mọi người làm nhiều, tư duy nhanh thì mọi người làm nhanh, còn nếu mà anh em làm ít mà tư duy nó chậm một chút thì nó lâu thôi, được chưa? Nhưng mà ngồi mọi người thấy nó sẽ nó tự tin hơn. Rồi, thì bài học chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Có chúng ta sẽ buổi hôm nay chúng ta em chia sẻ được cả hai phần, một phần là cảm biến của góc nghiêng, thì cảm biến góc nghiêng nó rất đơn giản. Thứ hai nữa là chúng ta chia sẻ về cái hệ thống cung cấp nhiên liệu, được chưa? Rồi, nếu anh học điện công nghiệp rồi thì nó rất đơn giản thôi, chỉ quan trọng là mọi người đang thiếu cái nguyên lý thôi. Còn mọi người đang làm là cách đo kiểm và thông số thì nó quá nhiều, thì mọi người thuộc rất là lâu rồi, nó không có gì, không có gì là mới cả. Vâng, YouTube thì tí nữa em sẽ chia sẻ cái đường link cho anh, được chưa? Em thì em không nhớ, nó là YouTube của em là Hà Nguyễn thì phải, Hà Nguyễn hay Nguyễn Hà gì đấy, Hà Nguyễn. Em ít khi em nhớ tên, em sẽ chia sẻ đường link cho anh sau. Rồi mọi người có câu hỏi gì phần này không? Có khó hiểu quá hay là cái gì có vấn đề gì không ạ? Có vấn đề gì không ạ? Vâng. Xin lỗi mọi người là vì bận vì thực ra bây giờ em quá bận rồi, em không có thời gian để sắp xếp được lịch nữa để mà nên được quá nhiều thời gian. Nên là chỉ có hàng gặp nhau cố gắng sắp xếp thứ năm hàng tuần thôi, chứ còn
chưa dám hứa được là nó quá nhiều, được chưa? Đây là thứ năm hàng tuần thôi, vì em cũng rất là nhiều việc. Đây là cái thời điểm mà em đã lên lịch từ rất lâu rồi, nhưng mà sau vừa rồi là do lịch dịch Covid thì cũng dừng lại hết mọi thứ. Đến đến bây giờ thì bắt đầu nó trở lại bình thường, dần dần bình thường rồi. Công việc nó bắt đầu nó dồn dập rất là quá nhiều, quá tải luôn đấy, gọi là quá tải luôn, được chưa? Rồi thì bây giờ có cái vấn đề gì không ạ? Có vấn đề gì cần giải đáp không ạ? Có rất nhiều anh em có những câu hỏi gì không ạ? Ngon là cái gì anh? Cái gì ngon, ăn được cái gì không? Rồi, cảm ơn mọi người. Hiểu thôi chứ không ngon được, không ăn được nên là không ngon. Dạ. Nguồn mát của em xem điều khiển thôi, có gì đâu anh. IC bơm Yamaha thì cũng chỉ thế thôi. Chẳng qua là con IC điều khiển thì nó chuyển từ 2 pha sang 3 pha thôi, rất đơn giản. Anh Hưởng à. Mọi người lên nhớ, mọi người lên đi học nhá, học học trực tiếp đi, đâu cũng được, được chưa? Học đâu cũng được, miễn là mọi người phải nên học, học phải có cái kinh nghiệm, mà có thứ hai là mọi người có tự tin để làm việc. Còn đây là em chia sẻ cho mọi người thôi, cái lý thuyết thôi, được chưa? Anh em nào áp dụng được thì rất là tốt, còn anh em nào không áp dụng được thì mong thông cảm, được chưa? Không phải là vì là online nó chỉ được tiếp cận được như vậy thôi. Vâng, ok anh. Thì mọi người có câu hỏi gì không ạ? Có rất nhiều anh em nhắn tin cho em về tranh ấy. Tranh thì hiện tại là bây giờ em mới đang được gửi được thôi, được chưa? Hiện tại tranh em bây giờ hôm nay mới gửi được, vì số lượng in nhiều quá. Nên là và nhiều anh em nhắn tin cho em ấy, bảo là tư vấn tranh ấy, em không tư vấn đâu, được chưa? Anh em là muốn cái phương pháp làm việc của em ấy thì hãng mua, còn không thì thôi, đừng mua về nó vô ích ra, được chưa? Nên là nhiều anh em nhắn tin cho em bảo tư vấn ấy, thì đừng hỏi em làm gì cả, bằng thừa, em không trả lời đâu, được chưa? Đây là cái phương pháp mà tại sao em chia sẻ cho mọi người, là mọi người nên làm cái phương pháp mới, muốn thay đổi thì nên làm như vậy. Tranh thì chả được lãi được bao nhiêu cả, hoặc là lờ lãi gì cả, nhưng mà lại phải bỏ thời gian ra chia sẻ cho mọi người cái phương pháp, sắp xếp thời gian chia lịch ra để chia sẻ rất là mất thời gian, được chưa? Nên là không khuyến khích mọi người phải mua quá nhiều làm gì cả. Vâng, cảm ơn mọi người. Rồi, có lẽ livestream chúng ta sẽ dừng ở đây thôi, được chưa? Hẹn mọi người. Cảm ơn anh Thái nhá. Anh Thái ngồi nghe là Hẹn gặp anh Thái thứ năm tuần sau nhá, 9 giờ. Anh Quảng mai vào đây vào em à. Rồi, cảm ơn mọi người, vẫn còn đang khoảng gần 400 anh em đang xem. Thực ra là em cũng muốn tắt lắm, nhưng mà nhìn thấy và cũng rất là nhiều việc, vì không có thời gian đâu ạ, rất là nhiều việc. Mọi người cũng có việc đi, rất nhiều anh em bảo hôm nay đi nhậu ấy, bận nhậu không học được đâu ấy. Được chưa? Em thì cũng nhiều bạn nhậu á, nhưng mà vẫn phải nghỉ thôi, bỏ thôi, chia sẻ thôi. Còn bây giờ mình chia sẻ cho mọi người đi học, chia sẻ cho mọi người kiến thức không mất gì cả, ở nhà vẫn học được, học vẫn được xem, mà vẫn còn bận nhậu thì làm sao mà vào nhập tâm được, đúng không ạ? Em thì cũng bận cực kỳ nhiều, em thì cũng nhiều vấn đề lắm, được chưa? Bạn về nhậu thì cũng rất là nhiều. Chào anh Đại Hải nhá. Thôi thực ra là cái những cái buổi em chia sẻ là cái những cái việc mà nó căn bản và dễ hiểu thôi, chả có gì cả đâu, được chưa? Vâng, chào mọi người. Nó một cái đơn giản nhất thôi, chứ không có gì ghê gớm, và cũng không bao đau to vốn lớn hay là những cái ban bệnh. Thì em không chia sẻ ban bệnh, vì em không làm xong mà em không nhớ, được chưa? Không nhớ nổi, đầu mình không thể nhớ được nữa rồi. Vì làm theo cách hiểu thôi, xe nào đến mình cũng chiến được, đấu được, được chưa?
có cái phương pháp thì mình làm được hết rồi, thì công cụ đầy mình rồi. Mọi người nên nhớ là chơi với công nghệ thì phải có công cụ, thế thôi. Rồi chào mọi người. File ảnh thì em chia sẻ rất nhiều ở trên những cái file phần bài bình luận trước của em ấy, anh nên tìm tìm kiếm lại những cái bài trước của em, được chưa? Em không không tìm tìm được các cái comment đâu, vì mỗi một lần toàn vài trăm một nghìn comment ấy, bình luận ấy, không không thể nào mà tìm được. Đây là anh cố gắng tìm lại ở trong cái phần bài viết của em, trên trong bài viết của em có chia sẻ hình ảnh, đường link, rất rất nhiều thứ bên trong bên trước của em rồi. À, xin lỗi mọi người nhé, hôm nay em bận quá, em chưa tổng hợp được cái danh sách ủng hộ, quên mất rồi, chắc chắn ngày mai em phải nhắn tin rồi, quên mất rồi, hẹn bao nhiêu lần rồi mà cứ bận. Có một số anh em chúng ta ủng hộ nhưng không ghi tên, hoặc là ghi tên nó không đủ ấy, em không biết là viết kiểu gì. Đây là mọi khi em chia sẻ cái file mà em danh sách mà mọi người ủng hộ ấy, thì mọi người cố gắng xem cho em là cái thông tin của mình có đúng không, rồi thì đã có tên mình chưa thì nhắn tin cho em để em nhập vào với được chưa. À, em vào Pleiku rồi anh Công Nguyễn nhá, vào đôi mắt biển, vào biển hồ rồi, em vào biển hồ rồi, thành phố Pleiku ấy, em vào biển hồ rồi. Em có vào biển, vào Pleiku và vào chỗ biển hồ rồi, đẹp lắm, hồ rộng lắm, ở trong trong đấy mát mà. Rồi ok mọi người, câu hỏi gì không ạ? Anh cứ có công cụ, anh cứ chiến đấu đi, sẽ có công việc anh ạ. Việc không ngại. Mình cứ phải có công cụ đã. Khi việc đến mà mình không có công cụ thì cũng rất là vất vả. À, có rất là nhiều anh em hỏi đào tạo trực tiếp ấy, thì em đang để em sắp xếp vì dịch, không biết là ổn chưa, được chưa? À, em ở bên Gia Lâm Hà Nội, bên cầu Đuống Gia Lâm Hà Nội. Thực ra rất 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 nhiều anh em hỏi nhưng mà dịch bệnh em chưa biết là có dám tổ chức hay không. À, tại sao có 12V ấy thì anh phải biết cách đọc sơ đồ, có phương pháp đọc sơ đồ, được chưa? Không phải ngồi đây giải thích cho anh cái anh hiểu được ngay. Đó là phải có phương pháp nhìn, phương pháp đọc. Rất nhiều phương pháp đọc sơ đồ mà rất là hay. Tại sao em nhìn trên sơ đồ em nhìn ngay nó là điện áp bao nhiêu, hoặc em nhìn con cảm biến góc nghiêng lúc nãy cũng vậy, thì nhìn biết ngay nó là dạng cảm biến gì. Đó là cách mà chúng ta làm, nhưng khi chúng ta phải hiểu đã. Đừng hỏi cái một đoạn một kiểu như thầy bói xem voi, nó chỉ là ban bệnh thôi, đừng làm như thế, nó mất thời gian lắm. Em chỉ cho thì nó còn phải một dài, nó logic. Chào anh Thắng. Anh Thắng xem cơ, anh Thắng. Anh Lê Thắng. Vâng, có anh An Phát thì thực ra là em cũng rất rất nhiều anh em điện nhưng mà bệnh dịch chưa biết thế nào là không dám mở anh ạ. Không dám mở, để em xem có gì vấn đề gì thì em sẽ cố gắng. Dạ vâng, cảm ơn mọi người. Thực ra là cũng đến lúc xong rồi thì cũng muốn nói năn man thôi, nhưng mà nhiều anh em lại bảo là nọ kia, nên nhiều lúc cũng không muốn để thời gian nó ở lại quá dài. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều anh em đang xem thì cũng muốn ở lại nói chuyện với anh em một lúc. Có nhiều anh em thì bảo bắt đầu là thương mại rồi nọ kia thì đúng là cũng khó nói. Khó nói lắm. Em thì để mà thương mại thì mình ngồi đây mình làm gì, chia sẻ hết cả bài của mình rồi, hết cả cái của mình rồi. Nên tự nhiên chia sẻ hết cả rồi thì lấy cái gì nữa. Vẫn là kiếm được tiền rồi anh Thắng ạ. Công việc mà sợ nhất thì trước thì dịch thì ngồi chơi dài thì lại kêu chán quá, giờ làm nhiều thì lại kêu vất quá. Người khó à, lòng người khó lắm nhỉ, tham lắm. Rồi thôi chúng ta cũng dừng thôi nhỉ, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Thì em hứa hôm trước là sẽ có những cái buổi thỉnh thoảng em live stream nó ra cái ngắn thôi, chia sẻ em ít khi em chia sẻ văn bệnh lắm. Vâng, thì hiện tại rất nhiều anh em ở tỉnh đang muốn học thì cái lớp có thể lớp ban ngày,
Còn thường thì em đang mở lớp buổi tối thôi, buổi tối thì cho anh em ở quanh khu vực. Vâng, chúng ta mới đi học ven đô thôi. Dạ, mới đi học loanh quanh ở ngoài thôi. Bao giờ chúng ta đi học vào cảm biến và hệ thống thì chúng ta phân tích được. Đấy ạ. Rồi thì phân tích trên máy chẩn đoán thông số hiện hành như thế nào thì chúng ta phân tích được. Thôi, chúng ta sẽ nghỉ đây thôi nhỉ, không có câu hỏi gì thì em xin phép nghỉ đây thôi. Xuống không lại vợ lại mắng, hôm nào cũng. Anh Hậu Vũ ở đâu ạ? À mọi người nhớ nhá, cái bức tranh thì hôm nay em mới gửi được thì chắc phải sang tuần sau mọi người mới nhận được nhá. Được chưa? Thì em đang sắp xếp lịch thì cố gắng để tuần sau để tạo ra các cái nhóm lớp, nhóm một lớp, được chưa? Nhóm từng chia sẻ ra từng nhóm một để mọi người đọc hiểu sơ đồ cho dễ. Thì hiện tại là em đang miễn phí, tại vì sao là những anh em đang muốn chia sẻ với mọi người một cách phương pháp học mới, chứ không không có liên quan gì các cái việc mà nhiều anh em hỏi em tài liệu với nọ kia thì em không bán, em không có tài liệu để bán đâu nhá. Được chưa? Đấy là cái phương pháp mới, thì tại sao em cứ mỗi buổi học em đều chia sẻ cho mọi người cái cách đọc sơ đồ ấy. Được chưa? Nhưng mà để mà đọc được sơ đồ tối ưu thì mọi người nên có một cái khóa học thì tốt hơn. Thì cái vừa rồi cái khóa học đó thì em miễn phí cho mọi những anh em là mua tranh, là bản chất là một anh các anh dám thay đổi thì anh dám làm. Còn anh em nào mà hỏi tư vấn thì em không tư vấn, được chưa? Đừng có cáu, đừng đừng hỏi em làm gì cho nó mệt. Tính em là thế. Làm cái việc gì nó phải rõ ràng. Thương mại nó ra thương mại. Thấy chưa? Còn ai cũng phải làm ăn thôi. Ai cũng phải kiếm ăn thôi, không không thể nào mà mình cứ đi làm từ thiện mãi, mình thì bản thân mình đói thì làm sao mình giúp được người khác, đúng không? Mình phải no đã thì mình mới giúp được nhiều người. Mình phải có đủ, mình có đủ đủ sức no cho mình, cho gia đình nhà mình thì mình mới dám đi no cho người khác. Nên là nhiều anh em bảo lại thương mại hóa hay không ấy, thì nó là một cái điều đương nhiên, được chưa? Thì mình cũng phải làm, mình cũng phải kiếm ăn, mình cũng phải lao động, chứ có phải là tự nhiên mình có đủ tài năng tiền năng tự chảy vào túi mình bắt đầu mình đi chia sẻ đâu. Mình không phải là người đấy. Bao giờ có đủ tài chính đã, được chưa? Vâng. Rồi cảm ơn anh, thì em cũng muốn chia sẻ cho mọi người học đúng bản chất thôi. Thì học hiểu đúng bản chất thôi, chứ không không đừng không lan man, không làm theo cái việc. Thật ra là mọi người đang làm theo cái kiểu đo kiểm nhớ thông số, và kiểu dạng như là chúng ta bóc tách từng cái mạch ra, chúng ta đo đo cái điện áp thì đo cái đó kia ấy, thấy chưa? Vâng, anh cứ comment ở phần tranh ấy, em chỉ nhận. Mọi người nhớ nhá, tranh thì em chỉ nhận đến mùng 10 thôi, em không nhận nữa đâu, vì còn đông quá em không có thời gian để chia sẻ cho mọi người đâu, đông quá. Bây giờ mình phải xếp quá nhiều lớp, mình phải mất rất là nhiều thời gian để chia sẻ. Nên là mọi người nhớ, ai anh em nào còn muốn có ý định thì em chỉ nhận đến mùng 10 tháng 5 thôi, không nhận nữa. Vì bây giờ mà nhận quá nhiều thôi mình không có thời gian để chia sẻ đâu, mình không có làm việc khác được. Được chưa? Nên anh em nào có ý định mà hỏi là tranh như thế nào ấy, tốt nhất là mọi người nên khuyên mọi người là có tư tưởng thay đổi thì em mua tranh, còn không về nhà bỏ đi đấy, không có tác dụng đâu. Được chưa? Rồi ok mọi người, thôi em xin phép nghỉ đấy nhá. Nói từ nãy rồi, nghỉ bảo nghỉ mãi rồi chả thấy gì cả. Rồi ok, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào nhau vào 21 giờ tối thứ năm tuần sau, được chưa? 21 giờ tối thứ năm tuần sau. Và nếu em có chia sẻ cho mọi người cái bộ làm kiểm tra CKV chẳng hạn, kiểm tra CKV. Được chưa? Kiểm tra CKB ấy, kiểm tra CKB thì em sẽ, vâng, thì sẽ lúc nào mà em chia sẻ thì em sẽ chia sẻ lên trên bài viết của em, thì mọi người cố gắng like chia sẻ đi thì cho mọi người cũng biết làm này cũng rất là dễ. Và rất nhiều anh em hỏi hệ thống ACG ấy, dạy ACG không ấy, thì ACG nó đơn giản, nó ở trong cái hệ thống này thì em sẽ chia sẻ cho mọi người, nhưng nó sẽ rất là lâu, đợi mỗi một tuần chỉ gặp nhau một buổi thôi. Một hệ thống thôi. Chào mọi người nhá, em kết thúc livestream đấy đây. Chào mọi người.
Rồi em xin chào mọi người, em đi ăn cơm đấy ạ. Bây giờ mới được đi ăn cơm.